đi đây cháu. Chào chào ông ba. May quá, bác đang có chuyện muốn hỏi cháu đây. Dạ, có chuyện gì vậy bác? Bố, bác cứ uống nước đi đã nào. Bố ơi, bố. Hả? Hay là nhà mình nhập thêm sữa đi bố. Sữa nhà mình một đống này, cứ bán hết đi rồi nhập sữa mới sau. Không, ý con là nhập sữa loại mới cơ. Ồ, hay. Sữa lớp ba vì đang tốt như thế, bán lại chạy nữa, nhập sữa mới làm gì? Hay định bán sữa ngoại à? Không, ý con là loại sữa mới của Love cơ mà. Như là loại sữa sữa chua mơ muối ý bố. Còn con gái thích cái loại đấy á. Đúng rồi đấy bác ạ. Thế à? Đương nhiên, con bán hàng thì con phải biết chứ. Bố có bán đâu mà bố biết. Nhưng mà cái này bố cũng phải về hỏi ý kiến của mẹ con đã. Con hỏi rồi, mà mẹ cũng đồng ý luôn rồi. Đó. Ê, mẹ con mà đồng ý rồi thì bố ok, nhập thử một ít về bán nhá, rất là mất thời gian. Vâng ạ. Mà công việc của cô kỹ sư nông nghiệp trẻ thế nào rồi? Dạ cũng tạm ổn rồi bác ạ. Thế cái giống cỏ mới thì bao giờ cháu định triển khai? À, cháu cũng trồng thí điểm được một ít để so sánh xem sản lượng và chất lượng như thế nào bác ạ. Nếu mà thấy tốt thì cứ làm, nếu mà cảm thấy khó khăn cứ bảo bác sẽ giúp đỡ nhiệt tình nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chú ba. Sơn lót đi làm đi hả cháu? Dạ vâng ạ. Anh Sơn, anh thấy em mà anh không chào em à? Anh kính cẩn nghiêng mình chào đi. Cả chị Giá Quỳ nữa. Chào cô Giá Quỳ. Không dám, chào anh ạ. Sữa có bán được không hả chú? Tốt ạ. Thế khách hàng có feedback khen hay là chê gì không ạ? Khen ạ. Ôi nhở. Đấy, tôi mời chị, chị trả lời phỏng vấn luôn hộ tôi cái. Rất là mất thời gian nhé. Chú ba này. Nhà máy cháu có sữa chua mơ muối, tốt lắm chú ạ. Chú nhớ ủng hộ bọn cháu đấy nhá. Chú cũng có nghe cái Ly nói rồi. Chú sẽ ủng hộ công ty nhá. Cháu cảm ơn. Thôi cháu đi làm đây ạ. Nhớ đi cẩn thận đấy nhá. Dạ vâng ạ. Anh chào Ly, anh đi Ly nhá. Cả chị Giáo Quỳ nữa. Ghét thế nhở? Mà cái thằng này nó cũng buồn cười thật đấy. Từ ngày nó đi du học về, cứ gặp cái con bé Dã Quỷ này, như kiểu đỉa phải vôi ấy. Con cũng chẳng hiểu tại sao. Thôi, bác ba với Ly bán hàng, cháu xin phép về trước ạ. Thôi cháu đi về đi. Tối chị rảnh lại sang chơi với em nhé. Ok. Ở nhà bán hàng nhá. Bố chạy trên này có tí việc tí. Vâng ạ. Anh đi kênh rồi. Cái rào chắn này thế? Đâu ai biết được đây, tự mọc lên đấy. Mong muốn ra cho người khác còn đi chứ. Chào Thủy nhá. Chào con khỉ. Em đi đâu mà vội thế? Không phải việc của anh, mong mở ra cho con đi. Ấy, từ từ đã em. Đi đâu mà vội thế? Em cho anh hỏi này, em có phải là em gái anh Sơn Lót đúng không? Anh biết thì bỏ tôi ra. Thế thì cho anh hôn cái xong anh cho qua nhá. Nào, ở lại đã, ui con này. Không được cái việc gì cả. Thì anh ấy, chạy vào đó thôi. Ôi dồi ôi, mệt quá đại ca ơi. Nhìn kìa, có người đến kìa. Xe sữa đến kìa. Sao tự dưng hôm nay làng mình có cái barrier này hả em? Đường làng là đường bê tông, xe ông to thế kia, đi vào để lát hết đường à? Chả phải là barrier thì không à? Bình thường anh vẫn đi mà, có sao đâu. Bình thường nó là ngày bình thường, thế hôm nay bất thường có được không? Được rồi, các cậu hãy đợi đấy. Này, em thấy hơi lo anh ạ. Lo gì mà lo, ta không làm thế nhá. Nhớ thằng nào nó vào tán đi thì tao làm sao? Chịu dọn chỗ này đi ạ. Lại là cô em à? Cô em lại muốn thương vào má à? Chắc là nhớ đôi môi của đại ca rồi. Hay là để em. Mày ồn ào quá đấy. Để tao xử lý. Alo ạ? Dạ vâng. Sao lại có chuyện đấy được ạ? Dạ, anh chờ em một chút rồi em ra luôn đây ạ.
Hôm nay em không cho anh hôn nữa, mà lâu được vào nhá. Thôi đi. Sao ấy nhở? Ê, ở đây ai dựng cái barrier này nhở? Mới hôn ấy, bỏ ra xe nó vào lời chưa? Ai bỏ ra? Thôi, mọi người cứ bình tĩnh, để tôi giải quyết. Ai dựng cái barrier ở đây? Thằng Thanh câu này trai. Cả hai luôn chú ạ, chúng nó dựng đây từ sáng mà chú không biết ạ? Ai cho cháu dựng barrier ở đây hả? Thế hôm trước chả phải chú đọc loa là phải biết bảo vệ của công của làng. Xe to như này đi vào đây lát hết đường thì sao? Chú đừng nghe nó nói bậy. Hôm nay không sao, nhưng mà ngày mai nó sao thì làm sao? Đi lâu kiểu gì chả hỏng. Hỏng thì sửa. Sửa? Đứa nào sửa? Mộc, cháu làm thế là không được đâu. Dỡ ngay cái barrier cho chú. Cháu làm đúng, sao mà phải dọn? Chú cũng cho tiền thì thôi, lại còn bắt này bắt kia. Anh thôi ngay đi, anh có biết là anh đang vi phạm pháp luật không? Tao thôi thì làm sao? Em chẳng làm sao cả. Nhưng mà người ta mà gọi công an xã xuống nhá, em có muốn giúp không được đâu. Ra trong một trận, lôi lên công an. Đuổi anh, đánh cái mẹ đi. Thôi, người bình tĩnh ra. Thôi được rồi. Sao? Anh Mộc, anh không có việc gì làm, anh suốt ngày phá làng phá xóm. Bây giờ anh lại ra đây cản trở dân làng thế này à? Mày thì biết cái chó gì, biến. Anh có bị làm sao không đây? Đã đến giờ dân làng bán sữa rồi, sữa của bà con mà hỏng, anh có đền được không? Gọi công an đi các bác. Thôi, anh ơi, người ta mà gọi công an là rách việc đấy. Thằng Mộc còn tuyên bố nhá, cấm xe tải to vào làng. Ta làm đúng, tách sợ thằng nào. Này, thế mày có định nghe chú nói không đấy, hả? Lôi lên công an, nói nhau làm gì? Mọi người ơi, cháu xin mọi người, anh cháu không biết suy nghĩ, nên làm ra điều rắc rối. Mọi người đừng báo công an được không ạ? Mày im đi không? Anh đủ rồi đấy. Chốt lại, bây giờ cháu có bỏ cái bài này đi không? Cháu đúng, cháu trời bỏ. Liệu chiều nay xe có vào thu mua sữa được của bà con không cháu? Cháu sợ không kịp chú ạ. Ôi giời, thế phải khẩn trước mở rộng đi thôi chứ ạ. Thôi được rồi, chú quyết như này. Nếu chiều nay nhá, xe này không vào được làng thu mua sữa, thì thằng Mộc với thằng Đông sẽ phải đền bù sữa cho bà con. Ôi giời, anh Mộc ơi là anh Mộc, sao anh cứng đầu thế nhở? Lớn rồi có phải là trẻ con nữa đâu, mới làm những cái trò đâu đâu ấy. Chốt lại, bây giờ hai đứa có dọn cái này đi không? Hay phải để chú dùng biện pháp mạnh, hả? Ờ thì dọn, dọn đi. Cháu cảm ơn chú, hôm nay không có chú cháu không biết phải làm nào. Thôi, cháu vào trong làm mua sữa cho bà con cho kịp giờ đi. Vâng ạ. Thôi, cháu về luôn đây ạ. Chuyện hôm nay rất là không được nhá. Các cháu tự ý dừng barrier, cản trở giao thông của mọi người, làm ảnh hưởng đến người dân và công ty sữa. Thế thế có được không? Cũng may là chưa có ai báo công an, không thì anh của cháu á tha hồ mà lên công an tường trình về cái tội cố ý cản trở giao thông nhá. Dạ vâng, cháu thay mặt anh trai cháu xin lỗi mọi người và cháu hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu ạ. Còn cái thằng kia nữa, mày lớn rồi không chịu làm ăn, suốt ngày chơi bời lêu lổng, thế mày không định lấy vợ sinh con báo hiếu bố mẹ mày à? Hả? Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ. Thôi, cháu cũng xin phép về trước đây ạ. Thôi, về xem thằng Mộc có thế nào. Vâng ạ, chào bác. Chú nói nhiều như thế ạ, vào đầu bọn nó tí nào không? Tao cũng chả biết được. Nói chung là cái bọn cứng đầu này nói càng nhiều với chúng nó càng ít. Đó, nghe được câu nào thì nghe, chẳng nghe được thì thôi chứ. Chán thật đấy. Thôi đi về. Vâng. Mệt rồi. Con đi làm đi bố ạ. Sơn, 4 giờ. Dạ. Có chuyện gì đi bố? Đâu, thì bố muốn hỏi xem là công việc của con dạo này thế nào, có ổn không? Con mới vào làm, nói chung là còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà tình hình vẫn ổn bố ạ. Tốt, bây giờ con lớn rồi, con phải có trách nhiệm với công việc, có trách nhiệm với gia đình. Đúng là con trai của ta. Bố nhờ tí. Dạ. Có chuyện gì thế bố? Con có tiền cho bố mượn ít tiền. Này, đừng có nói với con là tiền mẹ đưa bố tiêu hết rồi ấy nhá. Khổ quá, tháng này mẹ mày khắt khe với bố quá. Nhưng mà không được đâu, con mà đưa tiền cho bố bây giờ mẹ biết được tối con bố ra ngoài đường ngủ đấy. Cái thằng bất hiếu này. Ok, mày là con của tao, mày cái chỉ bố như thế. Ông Toản ơi, làm gì đấy? Sơn, con chưa đi làm à? Dạ. Thôi, con đi làm đi, cố gắng làm cho tốt con. Dạ vâng.
con đang tranh thủ định đi làm thì bố gọi con bàn chút việc ấy mà. Đi. Ông lại lôi kéo nó cái gì đúng không? Không, người lôi kéo gì đâu mẹ. Ừ. Thôi, đi làm đi con. Vâng, con xin phép bố mẹ con đi làm đi. Đi cẩn thận nhá. Bố con mày là nghi ngờ lắm ấy nhá. Liệu hồn ấy. Anh Sơn. Sang nhà anh chơi đi à? Này. Ok. Cái gì này? Sao lại mang gà cho anh? Hôm qua mẹ anh đặt gà ở nhà em. Em mang sang cho mẹ anh đấy. Ok. Mang vào cho mẹ anh gửi tiền luôn cho. Đấy. Anh gửi tiền đi. Mẹ anh mua chứ không phải anh mua đâu. Mang vào đi. Ờ hay con gà có đáng bao nhiêu đâu mà anh không gửi được à? Thôi được rồi. Anh xin lỗi, anh có điện thoại. Tôi đây. Tôi đến ngay đây. Anh phải đi làm đây. Mang vào cho mẹ anh nhé. Cứ bảo là anh thanh toán rồi, được chưa? Vâng. Em biết rồi. Dây chuyền sản xuất mới được công ty nhập từ nước ngoài về, đảm bảo chất lượng sữa lên một tầm cao mới ạ. Ừ, được lắm. Vâng, thời gian chị đi công tác thì em luôn cố gắng để làm tốt công việc chị giao ạ. Vất vả cho cậu rồi. Cũng là nhờ chị đã chỉ bảo cho em rất nhiều điều ạ. Alo, tôi nghe. Thôi được rồi, tôi đây ngay nhé. Bây giờ em phải sang phòng giám đốc một chút. Lát nữa em sẽ mang những tài liệu công việc trong thời gian mà chị đi công tác qua phòng chị ạ. Ok, được rồi, cậu đi đi. À, vâng. Ôi, chị ơi, chị có sao không ạ? Chết thì mất. Cậu không có mắt à? Tôi xin lỗi, tôi đang vội quá. Vội cái gì mà vội? Ở đây là công ty chứ không phải cái chợ mà nhốn nháo hết cả lên như thế. Hay là đi làm muộn xong rồi làm mắt để trên đỉnh đầu hả? Thực sự là tôi không cố ý mà. Tôi đang bận quá nên là tôi xin lỗi chị. Nhân viên cái kiểu gì mà sếp nói một câu, nhân viên cãi cho chẻm với chẻm ấy. Cậu có tin là tôi sẽ đuổi việc cậu không hả? Tôi xin lỗi chị. Trời ơi, cái váy này nữa, lại hỏng rồi đấy này. Chị để tôi đền chị chiếc váy mới ạ. Đền á? Cậu có đền nổi không? Chiếc váy này là tôi mua ở nước ngoài đấy. Bỏ cả tháng lương của cậu ra cũng không đền nổi đâu. Chị cho tôi xin lỗi. Coi như là hôm nay tôi ra ngoài đường không xem ngày đi. Đúng là xúi quẩy mới gặp được cậu mà. Mà cậu ấy cứ thái độ với cấp trên như thế á, cậu cứ liều hồn với tôi đấy. Bố làm gì đấy? Chị đi à con. Con đi đâu mà về sớm thế? Mẹ bảo con đi mua đồ ăn sáng mà. Thế thì con mang vào trong nhà đi. Bố đi ra ngoài này có tí việc. Khoan đã, bố ông gà đi đâu đấy? Bố mang sang nhà bác hàng xóm cho nó chịu sống một tí. Con cứ vào ăn, hai mẹ con ăn trước đi, bố về ăn sau. Không được, con mua về đây rồi, bố ăn xong đã rồi đi. Về rồi à con? Vâng ạ. Mang vào nhà đi để ăn. Nhưng mà mẹ ơi bố. Cái gì đấy? Ông giấu cái gì đằng sau đấy? Hả? Ông giấu cái gì đấy? Đâu không có. Đưa tôi xem nào. Đâu bố. Đưa vào đây. Con gà này ở đâu ra đây? Bố mang gà đi lấy giống đấy mẹ ạ. Đâu gà của cái ly nó đem sang từ lúc sáng đấy. Ôi giời ạ. Gà tôi đặt để mấy hôm nữa nhà có việc. Ông lại mang đi uống rượu đây. Không phải tôi có đem đi uống rượu đâu. Tôi nói chồng biết nhá. Ông suốt ngày ông đi nhậu nhẹ, làm khổ mẹ con tôi ra. Vào, nhanh lên, nhà bao việc, suốt ngày trốn đường riêng. Nhanh. Khẩn chơi. Mày, vào nhà lấy đồ sánh mẹ lên. Vâng ạ. Ngày gì không biết, bao nhiêu chuyện bực mình. Vào đi. Em chào chị ạ. Cậu làm gì mà lâu thế? Định chết dí ở đấy luôn à? Dạ,
Em xử lý công việc xong rồi ạ. Có hơi lâu một chút, mong chị thông cảm ạ. Đâu, đưa đây. Đưa cái gì ạ? Cái gì cơ? Đưa cái gì mà cậu cũng không biết á? Đưa cái đầu cậu ấy. Đưa đầu em làm gì ạ? À đúng rồi, báo cáo hoạt động kinh doanh ạ, em gửi chị ạ. Lề mề quá nhỉ. Cái gì thế này? Tại sao doanh số lại thấp như thế này? Có phải cậu làm việc thiếu trách nhiệm không? Lúc trước khi đi tôi đã đề ra mục tiêu cụ thể, tại sao bây giờ lại thấp đến 1/3 như thế này? Không chị ơi, chuyện này là có lý do đấy ạ. Không phải em làm việc thiếu trách nhiệm đâu chị ạ. Chị nghe em giải thích đã. Lý do là gì? Bởi vì trong thời gian chị đi công tác ấy ạ, cái nhu cầu tiêu thụ sữa tăng cao mà lượng sữa đầu vào không đủ đáp ứng ạ. Vô lý, cậu định chơi tôi đấy ạ? Cả một vùng nguyên liệu rộng lớn như thế này, nhà ai cũng nuôi bò sữa thì tại sao lại thiếu sản lượng được? Chưa kể là nguồn nguyên liệu của chúng ta rất đầy đủ cơ mà. Dạ, một phần cũng là do khâu kiểm tra chất lượng sữa chặt chẽ hơn những lần trước ạ. Bọn họ bị rảnh hơi à? Không ạ, bởi vì có một cậu chuyên viên trẻ mới vào công ty chúng ta. Nghe nói là cậu ta rất là gắt gao trong cái việc kiểm soát chất lượng sữa. Được rồi, thôi cậu đi ra ngoài đi. Gọi cậu nhân viên trẻ đấy lên đây cho tôi phải làm rõ việc này mới được. À vâng. Chào chị. Anh vào đây có việc gì? À, chắc là anh định vào đây để xin lỗi tôi chuyện hồi sáng cái gì. Thôi không cần đâu, anh đi ra ngoài đi để tôi còn làm việc. Đâu có phải là ai cũng rảnh giống như nhân viên các anh chị đâu. Không phải chị cho gọi tôi xuống đây sao? Tôi gọi anh lúc nào? Em chào anh ạ. Giới thiệu với chị, đây là anh Sơn, chuyên viên kiểm soát chất lượng sữa mới vào công ty chúng ta, biệt danh là Sơn Love. Giới thiệu với anh, đây là chị Ngọc, trưởng phòng kinh doanh chúng ta. Chào chị. Thôi được rồi, anh ngồi xuống đi. Anh ngồi không, đi không. Ạ. Anh Sơn, Sơn Lop này, anh có biết tôi cho gọi anh lên đây với mục đích gì không? Theo tôi đoán không lầm, chắc Trịnh đi hỏi về doanh thu sữa tháng này đúng không? Coi như anh thông minh đi. Này, cậu đi xuống mang cho tôi thùng sữa lên đây. Đi nhanh lên đấy. À vâng, em đi ngay. Anh Sơn này, chắc là anh cũng biết công ty của chúng ta là một công ty lớn, cho nên việc tuyển chọn nhân sự rất là khó khăn đúng không? Vâng, tôi biết. Về điều này ấy, thì không phải ai cũng vào đây được. Cho dù có quan hệ lớn như thế nào mà không có năng lực thì cũng vứt đi thôi. Tôi rất hiểu điều này. Vậy anh học trường nào và tốt nghiệp loại gì nhỉ? Tôi tốt nghiệp loại xuất sắc, chuyên ngành công nghệ thực phẩm tại Iceland. Không biết là CV xin việc như vậy liệu có đạt tiêu chuẩn không nhỉ? Du học à? Du học thì cũng bình thường thôi. Cái quan trọng ấy là anh phải có kinh nghiệm nữa kìa. Mà nhìn anh Sơn đây thì chắc là vừa mới ra trường để xin việc chứ nhỉ? Vâng, đây là công việc đầu tiên của tôi tại Việt Nam. Trước đây thì tôi có làm tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Thực phẩm tại Iceland. Đúng là làm việc ở nước ngoài quen rồi, nên là về Việt Nam anh vẫn theo lối cũ nhỉ? Mà tôi bảo này, ở cái công ty này bao nhiêu năm qua người ta làm việc vẫn ổn, đâu có cần anh về và đưa ra những cái quy định khắt khe như vậy. Đó chỉ là trách nhiệm của tôi thôi. Chất lượng sản phẩm có tốt thì mới tạo được sự tin tưởng của khách hàng. Tin tưởng? Thế chẳng nhẽ bao nhiêu năm qua không ai tin tưởng à? Tôi chỉ làm cho sản phẩm tốt lên thôi. Sản phẩm có tốt thì sức cạnh tranh mới lớn, mới tạo nên giá trị thương hiệu của sữa Ba Vì được. Nhưng mà anh có biết là những tiêu chuẩn mà anh đặt ra nó làm cho chúng ta không cung cấp đủ lượng sữa cho người tiêu dùng, chính vì thế mà doanh thu giảm rõ rệt. Bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu thắt chặt quy trình kiểm tra chất lượng sữa, cho nên nhà máy chưa thể đáp ứng nổi. Nhưng tôi tin rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi mọi thứ được ổn định thì chúng ta có thể đáp ứng được nhiều hơn sản lượng chúng ta yêu cầu. Điều đó nó là không cần thiết. Công ty có tồn tại hay không là do doanh số quyết định. Doanh số không cạnh tranh được thì công ty chết. Đến lúc đấy á, cái thương hiệu này có còn giữ được nữa hay không? Tôi biết, doanh số quyết định sự sống còn của công ty. Cạnh tranh không chỉ đơn thuần là so sánh doanh số, mà còn là quá trình gây dựng uy tín cũng như sự tin tưởng của khách hàng đối với công ty. Khoan đã, anh nói thì nghe có vẻ hay đấy nhở?
nhưng mà cái thương hiệu sữa Ba Vì từ trước đến nay vẫn luôn đạt chuẩn về chất lượng sản phẩm. Cần gì phải thay đổi đâu, chẳng phải là sẽ lãng phí thêm nguồn lực hay sao? Lót Ba Vì thì vẫn giữ được hương vị gốc, nhưng chất lượng cần phải cải thiện tốt hơn, vì nhà máy của chúng ta đạt chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, không thể ỷ lại, ngủ quên trên những thành công năm xưa mà không cải tiến chất lượng sản phẩm. Nếu như thế, khi cạnh tranh với những sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, chúng ta không còn sức cạnh tranh nữa đâu. Chờ cho cái chất lượng sản phẩm của anh tốt hơn, để cho các công ty kia đánh bại về doanh số ạ. Thế nhưng mà... Em chào chị ạ. Cậu làm gì mà lâu thế? Tôi bảo cậu đi lấy một thùng sữa mà cậu làm như là đi dọn cả cái kho luôn đấy. Có biết là mất bao nhiêu thời gian của tôi không ạ? Dạ, thực ra em đứng ở bên ngoài lâu rồi ạ. Nhưng mà tại chị bảo là khoan đã, nên em tưởng chị bảo em đợi ở ngoài. Cậu lại còn trả treo với tôi nữa cơ ạ? Ờ, vâng, em xin lỗi chị ạ. Đây, anh hãy nếm thử cái mùi vị. Cái gì thế này? Cậu chơi tôi à? Tôi bảo cậu mang thùng sữa lên đây, cậu mang cái thùng rỗng lên đây làm gì? Ôi thì chả phải chị bảo là mang thùng không, chứ chị có bảo là mang hộp sữa bên trong vào đâu. Chứ em chả lấy thùng không còn gì nữa. Đầu cậu đúng là, cậu đi xuống dưới mang cái thùng sữa mà có hộp sữa lên đây cho tôi ngay lập tức. À vâng vâng, em đi, em đi ngay. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu sữa nhái thương hiệu Ba Vì. Vì thế tôi khuyên cô nên tìm mọi cách để làm sao cho khách hàng hiểu rằng đâu là thương hiệu sữa Ba Vì chính thống, chứ không phải là ngồi đây để đôi co, để tranh cãi với tôi về những vấn đề như thế này. Anh làm gì mà cần thùng sữa suốt thế? Ôi dồi, cái thùng lúc nãy là thùng rỗng. Tại cô đưa nhầm với tôi nên tôi bị trưởng phòng mắng đấy. Chính anh bảo tôi lấy cái thùng rỗng đấy mà. Thôi thùng này có sữa là được rồi, tôi đi đây. Này nhìn anh bê nặng nhọc thế, có cần tôi bê đỡ không? Cô lo việc của cô đi. Tôi là người có trách nhiệm, có năng lực, được sếp cân nhắc. Bây giờ tôi bảo cô giúp thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Thôi tôi đi đây. Thì cái việc chúng ta cần làm ấy là đẩy mạnh marketing là được rồi. Cần gì ấy phải để ý những cái thương hiệu hàng giả, hàng nhái ngoài kia đúng không? Ba Vì thì nó vẫn là Ba Vì thôi. Vậy thì tôi xin phép, tôi về phòng của mình đây. Khoan đã, tôi chưa nói xong mà. Tôi đã hiểu tất cả những điều chị vừa nói rồi. Chị à, thùng sữa của chị đây ạ. Thế bây giờ mình phải làm gì tiếp theo? Chị ơi, mình làm gì với thùng sữa này ạ? Thì cậu uống hết đi chứ còn gì nữa. Lề ma lề mề. Ôi chị ơi, chị uống sữa cho nó hạ hỏa. Lốp này để yêu thương, là hạnh phúc chị ạ. Chị bớt nóng chị ạ. Cậu tìm thêm thông tin về cậu ta cho tôi. Ai ạ? Còn ai ở đây nữa? Cái cậu Sơn vừa rồi đấy. À vâng vâng, thế để em đi tìm cậu ta ngay ạ. Thế cái thùng sữa này để làm gì ạ? Bây giờ làm gì ạ? Cậu dẹp hết đi cho tôi. À vâng vâng. Thế còn cái hộp sữa mà chị đang cầm trên tay làm gì ạ? Đi ra ngoài. Cháu chào chú Ban. Sơn Lâm nè. Dạ. Mời uống nước cháu. Dạ vâng ạ. Okay. Anh chào Ly. Không dám, Ly chào anh. Ngồi cháu. Dạ vâng ạ. Làm chén nước chè. Uống nước đi cháu. Dạ vâng. Đấy, cũng nghe lời cháu thì tới đây là nhập ít sản phẩm sữa mới về bán. Thế hôm nay cho căng băng rôn biển bạc này. Đấy, cháu thấy đẹp không? Đẹp lắm chú ạ. Chắc là hàng chiều mai cháu về thôi. Ấy à, nhanh thế cơ à? Dạ vâng. Thôi, cháu xin phép, cháu đi làm luôn đây. Có vấn đề gì về sữa thì chú cứ bảo với cháu. Thế chú cảm ơn nhá. Dạ. Anh chào Ly. Cháu phép đi, nhanh nhanh kiểu muộn. Chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi. Cháu chào bác Ba ạ. Tình cờ nhờ, thằng Sơn Lóp nó vừa đi xong thì cháu đến. Em thấy chị từ vừa nãy rồi nhá, mà sao chị cứ phải né anh Sơn thế? Hay là hai người có gì thậm thụt với nhau đúng không? Em đứng mà nói linh tinh, chị với ông ấy chưa đấm nhau là may đấy. Khiếp, lại còn đòi đánh người khác cơ á. Sẽ nào, tay như này thì đánh được ai? Này mà em hỏi thật nhá, tại sao chị lại ghét anh Sơn thế? Thì có gì đâu,
Căn bản là ngày xưa ông ấy cứ cậy lớn bắt nạt chị, nên là ghét từ ngày đấy đến bây giờ. Ân oán như thế này thì bao giờ mới kết thúc nhỉ? Đừng nói linh tinh nữa. Bác Ba ơi, bác có cần giúp gì không để cháu giúp cho ạ? Thôi. Nhà bác không có tiền trả công cho cháu đâu nhá. Bác cứ trêu cháu, bác chỉ cần trả công cháu một hộp sữa là đủ. Lắm chuyện. Thôi, hai đứa ở nhà trông hàng nhá. Bố chạy ra ngoài này có tí việc. Tí mẹ về nhớ bảo mẹ mua thêm con cá gì đó. Vâng. Bác đi nhá. Dạ vâng, chào bác. Bác Ba đi ạ. Ê chào hai chị, hai chị có việc gì cho em làm không ạ? Không, cha có gì để làm nữa cả. Có mỗi một việc là hai anh em nhà mày hôm nay lượn ghê phết. Ô, mà nhà chị hôm nay có sữa gì mới đấy ạ? Ồ, thế anh trai làm ở nhà máy mà em không cập nhật cái gì cả. Em có đủ uống nhiều sữa cho chị đâu. Đây đây, nhà chị chuẩn bị có sữa chua này này. Sữa chua mơ muối, chuẩn bị mà chị em mình thích luôn. Ôi, thích thế. Thế mà cái ông Sơn này chả bảo em câu nào. Mai nhà chị hàng về rồi đấy, sang đây ăn đi, chị mời. Ôi, em cảm ơn nhá. Mà thôi, hai chị ngồi đi, em đi chơi đây. Đi nhá. Chú Bất đây à? Có đem gái cháu qua nhà đâu. Thế à? Thế thì lại càng tốt. Chứ chú vừa bị thím mắng à? Cái thằng này mày lắm chuyện này. Này, đi uống bia. Bia, đi vậy. Đừng có khoác vai tao bằng chờ bằng chật mẹ à. Nào uống đi cháu. Mày ở dưới là đúng rồi, cháu chật. Lòng đen. Mộc này. Dạ. Lúc nãy á, chú cháu mình đi á, tao thấy cái biển ấy. Biển nào chú? Thì là biển nhà cái thằng lão Ba đấy. Nó lạ lắm. Lạ, nó lạ như nào hả chú? Nó lại không giống mấy cái biển mà mấy cái cơ sở sữa Ba Vì người ta hay bán. Cháu, nó có kiểu gì ấy. Cháu chịu. Mày có biết tại sao không? Cháu nghe nói là có cái gì mà háng gì mới đấy. Thế à? Rồi. Chất bia. Hãng mới à? Được rồi, chất bia đây. Ok, để chuyện đấy cho tao lo. Nào uống. 2, 3, trời ơi hôm nay lại say nữa rồi. 2, 3, du. 2, 3, du. 2, 3. Mày học ngu về âm nhạc, không biết nhịp phách gì. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Sao lại muốn một mình lại sợ cô đơn nhỉ? Cái ông ca sĩ hát bài này cũng buồn cười thật đấy. Cái ông Đinh Tùng Vân này cũng buồn cười quá cơ. Ôi giời ơi, lại say rồi. Hát thằng bố đến thằng con, không được cái tích sự gì hết cả. Ôi giời ơi. Và nó này, tôi có một chuyện rất là quan trọng muốn nói với bà. Có chuyện gì thế? Chuyện rất là quan trọng. Nhà cái thằng Ba ấy, nó bán sữa đều. Thật? Thật á? Ai bảo ông thế? Trời ơi, việc gì phải ai bảo hả? Chính mắt thằng này nhìn thấy nhá. Thế ông có chắc không? Bà vợ con buồn cười thật đấy. Chồng mình mà không tin thì bà định tin cái thằng chó nào hả? Thế bây giờ nhà mình làm gì? Thì còn làm gì nữa? Bây giờ mình phải loan tin bôi xấu. À mà không, mình phải cảnh báo cho tất cả mọi người biết. Thế bây giờ thì ai đi? Đương nhiên là bà rồi còn ai nữa. Thôi, tôi không làm đâu. Sao ông không đi làm đi? Tôi say rồi. Bây giờ tôi phải đi ngủ. Bà đi. Mm.
hôm qua sáng 20 thùng, chiều 30 thùng. Cũng tạm tạm rồi đấy. Ô, chính ra cái sữa lót ba vì này nó ngon thật đấy. Bảo sao mà đắt hàng thế. Ba vì đâu? Bây giờ bà đi thế nào? Thế nào là thế nào? Ông bà giỏi lắm, dám bắt sữa vớ vẩn à? Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Sao lại vớ vẩn? Đây là sữa giả. Giả là giả thế nào? Sữa này là sữa xịn, lấy trực tiếp từ nhà máy đấy. Giả làm sao được? Thôi, đừng có bà điêu. Sữa này là hàng giả, nhá. Lại được cái cậu Mộc này nữa. Cậu bảo giả, thế bằng chứng đâu? Đây là cái gì? Đây là hộp sữa. Không phải, cái chữ này này. À, đây là chữ LOF, L-O-F. Thì sao? Thế nhưng mà trước đây làm gì có cái chữ này đâu. Ừ hay, thế trước đây không có, thì bây giờ nó có. Bà ơi, Này. Mấy thằng mày đi phá là phá xóm chán rồi. Bây giờ đi phá nhà tao hả? Còn thằng này nữa, đi làm gì ở đây? Bọn này sao đây không phải để gây chuyện, mà nhà ông bà đang có chuyện đây này. Cậy làm một tí trưởng thôn, mua sữa giả về bán cho dân, lừa dân à? Đúng rồi đấy. Này, đừng có mà ăn nói linh tinh nhá. Thế rốt cuộc là như thế nào hả bà? Ông ơi, người ta bảo nhà mình bán sữa giả. Thế tôi hỏi bằng chứng đâu, thì người ta đưa cái vỏ hộp sữa này này. Bảo là ngày xưa nó không có cái chữ lót đấy, mà bây giờ lại có. Có mỗi thế thôi mà ý ngon hết cả lên. Nghe tôi giải thích cái này. Thực ra cái sữa này thì vẫn là sữa ba vì ngày xưa. Thế chẳng qua là công ty chỉ thay đổi bao bì đi một tí thôi. Chất lượng nó vẫn như thế mà, có gì khác đâu. Đúng rồi đấy. Thế à? Thế sao không để tên tiếng Việt để lo bên lem làm cái gì? Hai người giải thích xem, lo bên là cái gì? Ông, thế lo là cái gì? Giải thích đi. Hôm trước ông có lên nhà máy, người ta phổ biến cho ông rồi mà, đúng không? Tôi nhớ thế nào được. Ôi, trông sáng sủa này, nhưng mà toàn lô đảo ấy. Kìa ông. Ông bà giải thích đi xem nào. Rất là mất thời gian nhé. Thì Ôi, cậy làm tí trưởng thôn, bán đồ đẻo đồ giả à? Hả? Hay là mày cho mày lên công an? Dừng lại. Trời ơi, anh vào giải thích đi, còn đứng để tạo dáng nữa. Anh Mộc, anh ấy đến đây gây chuyện đấy à? Tao gây chuyện gì? Mày ở đây mà xem tao không biết. Chào tất cả mọi người. Tôi nghe nói là mọi người đang thắc mắc về sản phẩm sữa ba vì. Chuẩn. Đúng đấy, có người nói cho tôi á, đây là sữa ba vì giả. Không phải sữa ba vì chính thống của nhà máy sữa quốc tế. Người thắc mắc. Nhưng mà tại sao người ấy lại thắc mắc à? Đây nhá, đây này, cái chữ LOF này này, trước đây làm gì có đâu. Tôi là người của công ty, vậy lời nói của tôi có đáng để mọi người tin cậy không ạ? Tin được không nhỉ? Thế anh nói thử xem nào. Do hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị đang sử dụng tên thương hiệu ba vì không chính thống, dễ gây hiểu lầm, cho nên là sữa ba vì của công ty cổ phần sữa quốc tế IDP đã đổi tên thành lót ba vì đấy, cho khác biệt. Nó ngoằng nhỉ, dài dòng quá. Mọi người có thể nhìn thấy đây, chữ lót màu đỏ này là thể hiện cho sự yêu thương, còn chữ ba vì màu xanh chính là tinh túy của con người đấy ạ. Cái chữ lót đây này là nó là hàng thật à? Đúng vậy. Thôi, nói thì hay lắm, bằng chứng đâu để chứng minh đấy là hàng thật. Cầm đi con. Bướm sổ sách nhiều quá nhỉ. Đây là quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì. Trong này có ghi rõ là công ty cổ phần sữa quốc tế IDP là đơn vị đầu tiên được sử dụng tên Ba Vì, nay đổi tên thành lót Ba Vì. Mọi người cứ yên tâm là sữa lót Ba Vì có nhà máy sữa tiệt trùng quốc tế lớn nhất tại Ba Vì, nên chất lượng sản phẩm mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng. Đấy, có cả dấu đỏ xác nhận của Ủy ban Nhân dân đấy. Có dấu thật đấy. Uy tín. Tin rồi đấy. Tin. Đấy, nói có sách, mách có chứng nhá. Bây giờ còn đứa nào ý kiến gì nữa không? Dạ, không ạ. Nếu không có chuyện gì, mọi người có thể ra về được rồi đấy ạ. Mọi người cứ yên tâm rằng là sữa của cửa hàng này cô chú Ba Vì được nhập trực tiếp từ nhà máy, nên là mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng về chất lượng của sản phẩm. Thôi, mày, về.
Ê, lâu ơi, chú mày ngon lắm rồi, sao bây giờ cúp đi về nhanh á? Sơn này, dạ. Cô chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Vì không có cháu thì cô chú cũng không biết phải làm thế nào cả. Không có gì đâu cô chú ạ. À. Nhưng mà hai đứa sao biết mà đến đây vậy? Lúc nãy đi qua đây cháu thấy ồn ào quá nên định sang nhà của anh Sơn mà lại gặp anh ấy đi làm về luôn bác ạ. Cảm ơn hai cháu nhá. Bảo cái ly nhà này không biết nó đi đâu rồi. Nhà xảy ra chuyện lớn như thế không có thấy mặt mũi đâu cả. Thì nó vừa đi ra ngoài thì người ta kéo đến còn gì nữa. Bà chịu bệnh nó là tại. Cháu nghĩ là chuyện này có người tung tin đồn nhà, chắc chắn sẽ còn xảy ra thêm những chuyện khác nữa đấy. Thế này thì gay thật đấy. Có khi lần sau nếu có chuyện gì bác nhờ người dã quỷ gọi cháu nhá. Dạ thôi à. Ê, sao lại thôi? Thế không gọi cháu thì lại gọi dã quỷ à? Dạ vâng. Dạ vâng. Thế thôi thì cứ gọi cháu đi ạ. Cô ấy không làm gì đâu ạ. Thôi được rồi, cả nhà mình ra ghế đá ngồi uống hộp sữa cho mát nhá. Dạ thôi, cháu xin phép, cháu về nấu cơm trước đây ạ. Thi Sơn ở lại chứ cháu. Dạ thôi, cháu về luôn đây ạ. Ok. Hai cái đứa em bị làm sao nhở? Nó chả làm sao cả. Thế bà không biết cái gì à? Thì tôi có biết gì đâu. Thôi, tôi nhớ này, bà đi vào nấu cơm đi. Ông qua tôi à? Nói to thế á? Tôi xin lỗi, được chưa? Không xin lỗi gì cả. Tối nay rửa bát. Không, thầy không rửa. Tôi bảo tranh thủ lúc cái ly nó không có nhà. Vào. Tôi phải nấu cơm mà. Chào cô, có chuyện gì không? Có, tôi biết hết rồi. Biết hết? Biết chuyện gì cơ? Chuyện là có một lô sữa xảy ra vấn đề khi đến tay người tiêu dùng. Thì... Mà làm sao cô biết được chuyện này? Ở cái công ty này ấy, chuyện gì tôi cũng biết cả. Chẳng qua là tôi có muốn nói ra hay không thôi. Chuyện này thì tôi đã giải quyết xong rồi, không ảnh hưởng gì đâu. Cái này ấy, chỉ một mình anh nghĩ thế thôi. Còn tôi đang thu thập thêm thông tin để làm cho ra lẽ vụ này. Tôi nghĩ là cô nên tập trung vào công việc của mình. Nhưng mà những cái vụ việc như này ấy, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu và sản phẩm của công ty. Tôi thì đang thúc đẩy một vụ kiện mà khi cái vụ kiện này vỡ lẽ ra chắc là sẽ không được tốt đẹp cho một số người đâu. Mà tôi không biết là anh Sơn đang che giấu cho ai nhỉ? Tôi không che giấu cho ai. Tôi biết mình đang làm việc gì mà. Thôi được rồi. Nếu như mà anh Sơn cứ ngoan cố như vậy thì tôi đành phải báo vụ việc này lên với cấp trên vậy. Cô đừng ép người quá đáng. Thôi được rồi. Tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cô nói đi. Đừng căng thẳng như vậy chứ. Điều kiện này nó cũng chỉ đơn giản thôi mà. Cô nói đi. Tôi muốn có tài liệu về lót ba vì, thành phần và công thức pha chế. Không đợi cả. Tôi biết là anh Sơn sẽ từ chối mà. Nhưng mà cứ từ từ suy nghĩ đi nhá. Tôi muốn có câu trả lời trong vòng 2 ngày. Chị Ngọc. Chị thấy em làm được việc không ạ? Được lắm, tôi sẽ có phần thưởng dành cho cậu đấy. Ui, thế ạ? Em cảm ơn chị nhiều ạ. Đừng có vội mừng, vẫn còn việc phải làm đấy. Ôi dạo, đơn giản, nhảy vào nước sôi lửa bỏng em còn làm được. Huống chi là mấy cái việc chị...
làm mất thời gian nhá. Em chào anh. Có việc gì mà anh mệt mỏi thế? Chuyện của nhà máy mà. Có cần em giúp gì không? Mày thì giúp được cái gì? Anh đừng có mà coi thường em. Anh uống nước đi. Anh cố gắng lên. Bố mình làm trong nhà máy từ những năm đầu tiên nhà máy thành lập, nên là bố kỳ vọng vào anh lắm đấy. Không phải về nhà máy gắn bó với người dân nhiều năm, nếu không phải vì ước mơ đem dòng sữa ở quê hương mình đến với khắp nước Việt, thì chắc anh đã ở nước ngoài từ lâu rồi. Nếu ai đến nhà mình thì phải. Anh Sơn ơi, hình như là mắm tôm hay sao ấy. Tiến sư cái thằng nào vừa ném mắm tôm vào nhà tao đây. Anh có nhìn thấy ai không? Em mà biết được thằng nào á, em đổ một lít mắm tôm vào mồm nó ấy. Thôi, vào lấy chổi, dọn dẹp chỗ này đi. Vâng ạ. Anh, hay là bọn thằng mực nó làm? Cũng chưa chắc đâu. Chả ông ấy thì ai, cả cái làng phố này ai chả biết, chỉ có ông ấy biết chơi cái trò bẩn thỉu này thôi. Chưa có bằng chứng gì, cứ từ từ đã. May quá, gặp chú ba ở đây. Chú đi với cháu, chú phải giúp cháu làm cho ra nhanh chuyện này. Thế có chuyện gì đây anh em? Có thằng mất dạy nào nó ném mắm tôm vào nhà cháu ấy. Đâu? Kia kìa. Thế có biết là thằng nào không? Không ạ, tại nó chạy nhanh quá. Nhưng mà cháu nghĩ chỉ có thể là ông Mộc thôi. Nếu chưa biết là ai mà đổ tội cho người khác như thế là không được đâu ấy nhá. Sai thế nào được, chú phải đi với cháu làm chứng. Cháu sẽ làm cho ra nhanh vụ này. Anh Sơn cũng phải đi cùng em. Đi chú. Từ đó Sơn à. Anh tôi dạo này khá quá nhờ. Thế sắp lên đời chưa? Bao giờ lên đời thì cháu đang em cái nhỉ? Mày cứ khéo lo. Anh có quên chúng mày đâu. Thôi, uống mẹ đi. Uống. Mộc! Mộc đâu rồi? Ủa? Hình như có ai đến tìm anh ấy. Trông sát khí lắm, chắc là đến kiếm chuyện gây sự ấy. Mẹ trời đánh tránh miếng ăn. Tao nó không đi kiếm chuyện với thằng nào rồi. Thằng nào chán sống đi kiếm chuyện với tao à? Ông mất dạy vừa thôi nhá. Nhà tôi làm việc ông mà ông lại mắm tôm vào tôi. Mẹ con danh con này. Mẹ nói cẩn thận nhá. Ai ném gì vào nhà mày? Này 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 này. Bọn anh là bọn anh không ném cái gì vào nhà ai đâu nhá. À, tốt quá, có cả thằng danh này ở đây nữa. Này, em mà nói cẩn thận nhá. Thằng danh nào? Vừa phải thôi. Bình tĩnh. Hai đứa cứ làm gì mà chồn chồn đấy. Để chú hỏi chúng nó đã. Em cứ bình tĩnh. Để chú bảo nói chuyện đã. Mộc, nghe hả? Chú hỏi đây. Thế nửa tiếng trước là hai đứa chúng mày ở đâu? Ở nhà chứ ở đâu? Ăn uống sướng cái thân này. Có thằng nào chả hơi đâu mà đi kiếm chuyện với thằng khác. Anh nói ai đấy hả? À, đây rồi. Chú ba, chú đang làm chứng cứ cháu. Sao? Thế nào? Chứng cứ danh dành đây, anh còn cãi được à? Sao? Chú ba, những tình tiết này rất phù hợp với hành động có người đã ném mắm tôm vào nhà cháu lúc nãy. Con mẹ nó, thì bị ăn lòng lặng cho mắm tôm, cho bột canh à? Anh chửi ai đấy? Làm sao? Lao vào bắn bố mày đi! Thôi, hai đứa cứ bình tĩnh đã! Mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ cơ mà! Bằng chứng đây rồi, thì cần gì phải nói nữa? À, cháu biết rồi. Chắc chắn là do anh Sơn làm sáng tỏ, vụ ông ấy cào rách sữa, nên là ông ấy trở thù riêng đấy chú ạ! À. Thế nhưng cháu vẫn cứ phải bình tĩnh đã! Chú à, chú ở trưởng thôn thì chú phải nói chuyện nó công bằng chứ. Để anh em nhà nó thích nói gì thì nói à? Tất cả im hết cho tôi. Hai đứa nghe chú hỏi đây. Chúng mày đi mua lòng lợn lúc nào? Mua mắm tôm lúc nào? Và sau đó có đi đâu nữa không? Chú
Chú hỏi thế thì cháu chịu. Hứng lên thì đi mua ăn thôi. Chẳng có lẽ bây giờ đi mua lòng lợn xem sợ. Mà mắm tôm thì mua cùng lòng lợn. Xong rồi về luôn. Còn đây đất rảnh không bao giờ thằng nào cả nhá. Thúy, thế còn thằng Đông, mày đi đâu? Nó đi cùng tao. Không tin ta chợ hỏi bà Bân mà xem nhá. Thôi được rồi, cái chuyện ra hỏi bà Bân chú sẽ đi. Bây giờ mọi chuyện chưa rõ ràng thì tốt nhất là ai về nhà đấy. Còn chưa? Ê chú, bọn cháu đã ăn xong đâu. Thì hai đứa mày ngồi đấy ăn cho nó xong đi. Xong thì mày về nhà. Có gì chú sang nhà chú còn hỏi chuyện. Thế nhở? Thôi, mình về đi em. Chơi đã. Vậy làm gì? Mất vui. Hai thằng chúng mày cứ lẹo đi nhá. Chú ba làm chén. Tao không uống. Ê, chú lại nhà nhá. Mất vui, rất là mất thời gian. Ủa, uống. Anh nghĩ chuyện này không phải do thằng Mộc làm đâu. Không nó thì là ai? Nhà mình chẳng thù hằn gì với nó. Chuyện nó đắp mắm tôm vào nhà mình cũng chẳng được lợi lộc gì. Nó là thằng khôn danh. Cái chuyện gì mà không có lợi cho nó, chắc chắn nó sẽ không làm đâu. Thế anh nghĩ là do ai làm? Ok, em hỏi anh, thì anh biết hỏi ai bây giờ? Anh nghĩ chuyện này sẽ không đơn giản đâu. Có chuyện gì thế em? Chuyện lúc sáng... Không có gì đâu. Trong lúc nóng này, cái thỉ của anh nó không làm chủ được, nên mới sáng gây xích mích với anh trai em. Thực ra là không phải anh trai em làm chuyện này đâu ạ. Tuy anh ấy có hay làm chuyện sằng bậy, nhưng mà... Ý em là tuy anh trai em có hay làm chuyện sằng bậy, nhưng mà chắc chắn không phải là anh ấy làm đâu ạ. Anh cũng nghĩ là thế, nhưng chưa thể khẳng định được điều gì. Phải chờ anh và chú ba xác nhận lại đã. Vâng ạ. Mà này, em về bảo lại với anh trai em chuyện vụ lưu sữa hôm trước ấy. Sao đấy ạ? Em tưởng là chuyện đấy đã giải quyết xong rồi. Chuyện thì giải quyết xong rồi, nhưng anh nghĩ rằng em nên về nhắc nhở lại anh trai em đừng làm những chuyện làm ảnh hưởng đến người khác như vậy, đặc biệt là công ty sữa của anh. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Em xin phép về trước, có gì em sẽ nhắc nhở anh trai em ạ. Sơn Lót, anh làm gì mà cứ như gặp ma thế? Gặp ma có khi còn dễ chịu hơn. Anh nói thế không sợ làm tôi đau lòng à? Làm gì có con ma nào mà xinh đẹp như tôi đâu. À, mà chỉ còn một ngày nữa thôi đấy. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi... tôi chỉ nói đùa thôi. Anh đừng cho là thật nhá. Chúng ta là đồng nghiệp mà, phải cùng nhau giúp cho công ty phát triển mạnh hơn chứ. Làm sao tôi có thể bắt anh làm những công việc trái quy định như thế được? Thật ra ấy, là tôi chỉ muốn thử xem anh có phải là hết lòng vì cái nhà máy này không thôi. Đừng lo nhá. Ơ, trưởng phòng, chỗ lại là chị muốn làm gì ạ? Không phải việc của cậu. Ơ kìa, chị vừa bảo mình đồng nghiệp với nhau, mình phải cùng nhau phát triển đến công ty lớn mạnh chứ ạ, phải không chị? Phải, nhưng mà không phải là nói với cậu. Ai, đúng chưa? Cái ruộng cỏ của mày giờ này thế nào rồi? Ruộng của em nảy mầm nhiều lắm rồi. Anh cứ chờ mà xem, chỉ một tháng nữa thôi là xanh tốt nhá. Mà đảm bảo giống đấy á, tốt gấp nhiều lần so với giống cỏ cũ của bà con đấy. Làm thế nào thì làm, cho mày đi ăn học đàng hoàng. Về trồng cỏ mà thua mấy cái bà chân đất mắt tuét thì ăn học làm gì cho xấu mặt tao ra. Anh cứ nói thế. Quy, Quy ơi. Bác ba ạ, có chuyện gì vậy bác? Ruộng cỏ, ruộng cỏ nhà mày. Ruộng cỏ làm sao ạ? Hỏng hết rồi. Làm sao mà hỏng được? Cũng mới chiều qua cháu còn ở đấy, cỏ còn đang xanh tốt mà. Làm sao mà hỏng được? Tao không biết được. Nhưng mà tao vừa đi qua, thấy hỏng hết rồi. Ủa, thế này tao phải ra đồng xem thế nào mới được.
Đợi bác với. Biết ngay mà. Tí tiền là lòng. Đợi bác với. Ôi trời, sao lại như này được chứ? Bác bà ơi, bao nhiêu công chăm sóc, bao nhiêu công sức của cháu bây giờ đổ xuống sông xuống bể hết rồi bác ơi. Bác ơi. Thôi cháu ạ, cháu cứ bình tĩnh đã. Thua kèo này ta lại bày kèo khác. Nhưng mà bác ơi, bao nhiêu vốn liếng tiền của nhà cháu đổ hết vào ruộng cỏ đây rồi. Bây giờ nhà cháu không còn gì nữa cả. Bác biết. Thế nhưng cháu cứ coi đây nó là bài học cho mình đi. Có ai thành công mà không trải qua thất bại đâu cháu. Alo. Vâng, tôi ba trưởng thôn đây. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Thôi cháu, đi về nhà đi. Bây giờ bác cũng có việc, bác phải đi trước đây. Bác cứ đi trước đi ạ. Cháu về bây giờ. Cố gắng lên. Bác đi đây. Ai? Ruộng cỏ mày sao rồi? Ơi con này, tao hỏi mày mồm mày đâu? Hỏng hết rồi. Tao bảo cho mày không nghe. Mày xem em, dân làng này xem, người ta trồng cỏ mấy chục năm nay rồi, có chết đâu. Mày bày đặt ra quy trình mới, giống mới, năng suất thì tao chưa thấy đâu cả. Nhưng mà đấy, chết khô cả rồi đấy. Nhưng mà em đã chăm sóc và làm đúng quy trình rồi. Cho mày ăn học, phí tiền phí của. Đấy, hậu quả của mày đấy. Ra cắt vàm cho bếp. Thì rõ ràng là em có muốn như thế đâu. Em sẽ không để yên đâu, em sẽ trồng lại. Thôi mày dẹp ngay ý tưởng mày đi nhá. Mày xem cho mày bao nhiêu tiền nào vào trồng cỏ. Mày phá của nhà này, có cái gì được không hả? Anh tin em đi, lần này em sẽ làm được mà. Anh không phải thất vọng với em nữa đâu. Tin mày á, thì ai tin tao hả? Bây giờ muốn trồng cỏ đúng không? Được. Cái nhà này nhá, của ông bà già để lại cho hai đứa. Giờ chia đôi, mỗi đứa một lửa. Mày muốn trồng cỏ hay làm gì là việc của mày. Còn tao, tao bán, tao có tiền đầu tư. Anh định đầu tư cái gì? Đất của bố mẹ để lại, em không đồng ý bán đâu. Đầu tư cái gì là việc của tao. Phần của mày tao chia cho mày rồi, có gì nữa. Tao có lợi của mày đâu. Nhưng mà cái gì? Ta đi uống rượu đây, chốt như thế nhá. Ồ, không, em không đồng ý bán đâu. Anh đứng ngoài đây. Ơ, cái thằng này, mày gặp chú mày không biết mở mồm ra mày chào một câu à? Hả? Chào chú. Chào kiểu dậy. Này, thế nhà lại có chuyện gì mà hai anh em cãi nhau to thế? Dạ, chú ạ. Chú ơi, ruộng cỏ của cháu bị hỏng hết rồi ạ. Cái gì? Cái ruộng cỏ giống mới đấy á? Dạ vâng. Thế nào mà hỏng? Hôm qua tao còn nghe thím mày bảo là ruộng cỏ nhà mày là xanh tốt nhất cái cánh đồng đấy mà. Cháu không biết, nhưng mà nó chết khô cả rồi ạ. Ôi, khổ thân. Thế bây giờ cháu định tính thế nào? Cháu cũng không biết nữa, nhưng mà anh Mộc đang đòi chia đất để bán một nửa lấy tiền đầu tư. Cháu không biết phải làm thế nào cả. Cái thằng Mộc nhà cháu á, nó tính toán làm ăn thì cũng tốt, chứ chả nhẽ cứ để nó suốt ngày lêu lỏng phá làng phá xóm thế à? Mà đất đai thì của bố mẹ cháu để lại,
giờ bán đi thì cũng không đành. Dạ. Thôi, chú bảo này, các cụ có câu rồi, xảy cha thì còn chú. Dạ. Chú thím có một ít để dành, nếu anh em mày khó khăn quá ấy, cứ nói khó với thím, sang mà cầm mà dùng, sau này làm ăn khấm khá rồi, trả lại cho chú thím cũng được, nha. Dạ, nếu mà được như thế thì tốt quá chú ạ. Cháu cũng đang loay hoay không biết làm sao để lấy vốn làm lại. Mà nếu chú thím thương tình thì giúp anh em cháu, rồi cháu sẽ trả chú thím cả gốc lẫn lãi ạ. Ui giời, cái con bé này, lãi lời cái gì? Quan trọng ấy là anh em mày biết bảo nhau mà làm ăn. Dạ, thế thì cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Có gì mai cháu sẽ sắp xếp để sang nói chuyện với thím ạ. Ừ, thôi được rồi, cứ thế nhá. Dạ. Chú về đây. Dạ vâng ạ, chào chú. Này, không phải tiễn người nhà gớm, cứ đi vào đi. À, dạ vâng ạ. Ừ. Chú về ạ. Lão già này, đi đâu không biết, chưa thơ chưa trạch không biết đường về. Tôi bảo ông sang nhà ông Năm mượn cái thớt, thế thớt đâu? Mà ông làm cái gì? Bây giờ mới vác mặt về đây. Ui giời, về muộn tí không gì bảo phải làm um lên. Lúc nãy tôi sang nhà cái thằng cha Năm để mượn thớt, nhưng mà nó không có nhà. Tôi không tính là về luôn rồi đấy. Đi qua nhà cái dã quỷ với cái thằng Mộc ấy, nó cãi nhau mình. Thế là tôi lại phải vào hỏi han chúng nó tí. Gớm, dạo này lại quan tâm nhau thế. Thế anh em nhà nó thế nào mà cãi nhau? Này, cái ruộng cỏ của con dã quỷ ấy, thế nào tự nhiên nó chết cỏng chết queo ra? Mà cái thằng Mộc ấy, nó lại đang đòi bán cái miếng đất đấy để chia đôi tiền lấy tiền đầu tư làm ăn. Đấy, tôi vào với bảo chúng nó là ở bên nhà chú thím ấy, có ít tiền dành dụng được, có gì sang chú thím cho mượn mà làm ăn. Cái gì? Của đâu mà cho chúng nó vay? Cái ngữ thằng Mộc cháu ông nhá, làm ăn gì cái loại đấy? Còn cái con kia thì được dăm ba chứ, nghĩ mình hơn ai mà trồng cỏ giống mới. Cho chúng nó vay, coi như mất cho chúng nó à? Cái bà này, lúc nào cũng ra vẻ ta đây là thông minh lanh lợi, đúng là cái loại đàn bà sâu sắc như cái cười đựng trầu ạ. Này nha, tôi nói bà nhá, tôi làm gì cũng đều có tính toán cả rồi. Thế giờ ông tính như thế nào? Ông nói tôi nghe. Tôi nói cho bà nhé, nhưng mà cái mồm bà cấm nó bao bằng đâu ấy. Này nha, cái bọn làng này ấy, thấy đất lên giá, đứa nào mà chả nhao nhao bán. Ui dồi ôi, chúng nó là trồng cỏ ấy, có một mấy đời sau cũng không khá lên được. Đấy, như ở bên Đồng Châu kìa, người ta bán gần hết rồi, mấy trăm triệu một sào, nhà nào chả ham. Bây giờ tôi cho anh em nhà thằng Mộc vay tiền để cái con dã quỷ ấy nó thuê lại đất của dân để trồng cỏ. Thêm một vài năm nữa, lúc đấy vợ chồng mình thu được ít tiền vườn rồi á, mua lại đất của dân, thế có phải là ngon không? Bà thấy tôi tính thế có phải là thâm không? Tôi thấy ông nói cũng có lý, nhưng mà ông phải bắt chúng nó thế chấp cái gì chứ? Thế chấp cái gì? Nhà nó số rách áo ôm như thế có cái gì mà thế chấp? Ô hay, thế chấp luôn cái đất nó đang ở chứ sao? Mình cho nó vay không lãi là phúc đức cho nhà nó lắm rồi. Thế nhớ nó đem tiền đi tiêu pha thì mình mất trắng à? Nhưng mà tôi lại lỡ miệng nói với cái con dã quỷ là cho nó vay không thế chấp gì rồi. Thôi được rồi, ông đi xuống bếp ăn cơm đi, tôi ăn trước rồi, tôi đi ra ngoài này đã. Chứ bà đi đâu? Vợ con nó buồn cười, ăn uống không chở nhau gì. Dã quỷ đấy à? Dạ thím luộc ạ. Thím vào nhà uống nước ạ. Thôi thôi, mày cứ ngồi đấy làm đi. Dạ. Mà sáng nay thím nghe chú kể ruộng cỏ chết hết rồi đấy à? Giờ anh em mày tính thế nào? Dạ cháu cũng định sang thưa chuyện với thím, nhưng mà công việc lu bu quá cháu vẫn chưa sang được. Tiện thím ở đây cháu thưa chuyện luôn. Sáng nay chú Bất có bảo cho anh em cháu vay ít vốn để làm ăn, có vốn cháu sẽ trồng cỏ lại. Cháu tin là cháu sẽ làm được thím ạ. Đấy, chú thím có đôi trăm tích cóp để dưỡng già, nhưng mà nay cháu cần thì chú thím cho vay. Dạ. Nhưng mày ấy thì chưa có công ăn việc làm ổn định, mà cái thằng Mộc ấy thì lại ăn chơi lêu lỏng. Thế nên là chú thím cho vay, chúng mày cũng phải có cái gì thế chấp chứ. Dạ, chú thím cho anh em cháu vay thì cháu cảm ơn nhiều ạ. Nhưng mà hoàn cảnh nhà cháu như thế nào thì thím cũng biết đấy, làm gì có gì mà thế chấp đâu ạ.
Thế bây giờ như thế này nhá. Dạ. Anh em mày thế chấp luôn cái mảnh đất này cho chú Thím đi. Cũng là chỗ người nhà, coi như là chú Thím giữ hộ. Đi đâu mà thiệt. Dạ, nhưng mà... Nhưng mới nhị cái gì. Thế chấp để anh em mày còn biết đường mà làm ăn cố gắng. Thế Thím cho vay không rồi, mà thằng Mộc nó thấy thế, nó mang tiền đi chơi bời, thì coi như tiền của chú Thím không cánh mà bay à. Dạ, chuyện này Thím để cháu suy nghĩ thêm được không ạ? Có gì cháu sẽ về bàn với anh Mộc ạ. Bàn cái đất gì? Thím cứ biết thế đấy. Cháu ký cho. Lo không ký để cho bán bùa được thì khỏi thì trước. Đây, giấy Thím soạn sẵn hết rồi. Anh em bay ký vào. Thím đưa bút đây. Ai kia ký vào. Sau này làm ăn khấm khá, chú Thím lại giả lại, chứ có ai ăn không của chúng mày đâu. Vâng, tao cho vay nặng lãi á, còn gấp 2, gấp 3 lần cho chúng mày vay nhá. Không phải chú mày năn nỉ á, còn lâu tao mới cho chúng mày vay. Ai ký vào đi. Dạ, cháu gửi Thím ạ. Thế có phải nhanh không? Lần này làm ăn tính toán cho kỹ nhá. Mày đàn ông con trai rượu chè ít thôi, được ngày tỉnh thì phá làng phá xóm. Thôi tao đi về đây. Dạ Thím lại nhà ạ. Ui giời ôi. Đi bỏ tao ra. Mặc sát tao. Đây là 200 triệu chú Thím đưa trước cho chúng mày mà làm ăn. Dạ, cháu cảm ơn chú Thím nhiều ạ. Thế mày định tính như thế nào với số tiền này? Một phần thì anh Mộc sẽ giữ để làm ăn. Còn phần của cháu, cháu sẽ mua giống cỏ và phân bón để trồng lại trên thửa ruộng nhà cháu chú ạ. Tốt, chú tin ở cháu. Lần này có kinh nghiệm hơn, hay là cháu thử mở rộng cái mô hình trồng cỏ ra xem sao. Cái mảnh ruộng nhà cháu nó nhỏ, có hơn là xảo ấy. Mà muốn cho người ta thấy cái phương pháp của mình nó hiệu quả, nó năng suất, thì mình phải làm lớn, người ta mới thấy được. Dạ, cháu cũng muốn mở rộng mô hình. Vì nếu mở rộng thì sẽ tiết kiệm được chi phí rất nhiều. Nhưng mà cái quan trọng là không có đất chú ạ. Mà cái làng này cũng buồn cười thật. Nhiều nhà trồng cỏ chỉ để giữ đất thôi. Bởi vì làm sao? Cứ làm theo cái phương pháp cũ, năng suất thì thấp, mà lại vất vả ra. Hay là như thế này đi, cháu thuê lại đất của người ta. Người ta vừa có tiền, mà mình lại vừa có đất để làm. Dạ... Cháu cứ đi hỏi thử mấy nhà xung quanh xem. Dạ. Biết đâu người ta lại cho thuê. Mình đã có kinh nghiệm từ lần trước rồi, mà kiến thức học hành cũng có. Chả nhẽ mình làm lại không hơn mấy cái ông, mấy cái bà mà không được học hành gì à? Mà cùng lắm ấy, thì là mình lấy công làm lãi, đi đâu mà thợ. Dạ cháu nghe chú ạ. Có gì cháu sẽ hỏi mấy nhà xung quanh xem sao ạ. Giời ơi, mày việc gì phải hỏi đâu xa xôi. Mày cứ qua hỏi nhà ông Tản đấy. Nhà ông ấy nhiều đất. Mày cứ nói khó vài câu, kiểu gì ông bà trả cho thuê nha. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều. Thôi được rồi, có gì thì cứ alo chú nhá. Chú dạ. Giúp được chú sẽ giúp. Chú về đây. Dạ chú lại nhà. Đất cho nó kỹ vào mà làm ăn. Dạ vâng ạ, cháu ơi chú. Ừ. Thế có chuyện gì mà cháu sang nhà hai bác sớm thế? Dạ, hôm nay cháu sang đây là muốn nhờ hai bác một việc ạ. Ừ, có việc gì cháu cứ nói đi. Nhà hai bác có mấy sào ruộng ngoài cây roi, cháu thấy vụ này hai bác không trồng cỏ. Nếu mà được thì hai bác cho cháu thuê lại được không ạ? Cái đất đấy bác vẫn trồng cỏ để bán cho mọi người. Nhưng mà trồng thì giữ đất thôi, lời lãi không được bao nhiêu cả. Thế liệu cháu trồng cỏ như mọi người liệu có ổn không? Đúng đấy cháu ạ. Mà bây giờ Thanh Liên nữa, lên thành phố hết, rúc hết vào các khu công nghiệp ạ. Đấy. Các ông bà già chả ai thuê, mới phải ở nhà bám vào ruộng để trồng cỏ nuôi bò thôi. Ừ. Thật ra thì bao lâu nay dân mình toàn trồng cỏ voi, cho năng suất thấp, thời gian thu hoạch lại lâu. Ở các vùng nuôi bò sữa khác, người ta trồng giống cỏ mới hết rồi bác ạ. Mà giống cỏ mới vừa cho năng suất cao gấp 2, gấp 3 lần. Thời gian thu hoạch lại ngắn. Mà khí hậu ở quê mình thì mát mẻ, đất đai thì màu mỡ, nên là rất hợp với giống cỏ mới đấy ạ. Đúng là các cháu có học hành có khác. Đây như các bác ở quê, cứ theo các cụ chồng thôi. Ông nhờ? Bà thì biết cái gì?
Mục đích lớn nhất của cháu trong dự án lần này là có thể cải thiện được lượng sữa bò cho bà con, vừa để tăng thu nhập, lại có thể cung cấp được sữa cho nhà máy sữa quốc tế và sản phẩm là sữa lốp vì đấy ạ. Bác biết, thằng Sơn nhà bác á, ngày đêm với nó luôn đấy, có khi còn quên ăn quên ngủ, thế chúng nó mới mệnh danh là Sơn lốp đấy. Đúng là chả oan thế nào. Cháu cũng chỉ mong trồng thành công giống cỏ mới này để bà con ta đỡ vất vả. Mà nghề trồng cỏ nuôi bò thì đã gắn liền với bà con ta từ ngày xưa rồi. Nếu tạo ra thu nhập tốt thì chắc chắn bà con ta sẽ không bỏ làng để lên phố đâu hai bác ạ. Cháu còn trẻ mà nghĩ được vậy là mừng lắm. Ừ. Ông này, thế còn là hai sào bên cây roi đấy. Cháu có ý thế thì thôi động viên cho nó thuê. Thì ý ông nào? Cho cháu nó thuê. Tôi còn có thời gian đi đánh cờ mấy ông bạn già. Chứ ngày nào cũng cất cỏ, đau lưng lắm. Chi thế là nhanh. Dạ, nếu vậy thì cháu cảm ơn hai bác nhiều ạ. Có gì bác tính toán tiền rồi cháu gửi hai bác ạ. Ui giời, cái con bé này cứ cầm cái tiền này về mua phân bón và chăm sóc cái thửa ruộng đã. Còn cái tiền thuê ruộng thì tính sau, không phải lo. Chưa? Hai bác cho cháu thuê ruộng đã là tốt lắm rồi, mà bây giờ tiền thuê lại còn cho cháu chậm nữa. Thế này thì cháu không biết cảm ơn hai bác thế nào nữa ạ. Thôi, cố gắng cháu ạ. Thế mới gọi là tình làng nghĩa xóm mày. Dạ, thế thì cháu cảm ơn hai bác nhiều ạ. Bây giờ thì cho cháu xin phép, cháu về trước có việc ạ. Vâng, cháu chào hai bác. Để làm công việc ổn nhá. Bà này, cái con dã quỷ thế mà sợ. Nó không như thằng anh nó suốt ngày lêu lỏng chơi với bọn đầu trộm với cướp. Này, bố mẹ mới cho con dã quỷ thuê hai sào ruộng với đất cây roi để dập cỏ. Con thấy nào? Bố mẹ cho ai thuê thì không cho. Cho cái đứa chả có tí kiến thức gì về trồng cỏ thuê. Con không đồng ý đâu. Ai bảo mấy anh là nó không có cái tí kiến thức nào. Đường đường nó là một kỹ sư nông nghiệp mà anh bảo người ta không có cái tí kiến thức nào. Kỹ sư gì cái ngữ đấy. Một tí kiến thức cơ bản về cỏ thôi mà cũng không biết. Bố ra mà xem, ruộng cỏ nhà cô ta chết hết rồi kìa. Ôi giời. Có ai mới làm mà thành công ngay đâu con. Đúng. Nghe nói là giống mới, còn phải trồng thử nghiệm nữa. Mẹ nói đúng đấy ạ. Mà anh xem, ruộng nhà mình trồng cỏ cũng coi như là đỡ phải bỏ hoang, chứ có thu được đồng nào đâu. Mà cái dã quỷ nhá, nó có tâm huyết mới làng, mới dòng sữa bà vì nên nó mới quyết tâm trồng cỏ đấy con ạ. Thảo bỏ hoang còn hơn cho cái người cố chấp như vậy thuê. Cái anh này, bây giờ mình cho nó thuê, mình vừa giúp nó mà coi như là tiền công cỏ của mình luôn. Mà bố mẹ lại đỡ vất vả. Mà chiều nay nhá, mẹ mày nhận tiền thuê đất của nó rồi đấy. Ok mẹ, sao lại nhận tiền thuê đất của cô đấy? Cầm tiền mang trả đi. Bố mẹ có lắng nghe ý kiến của con không đây? Cái thằng này, cái chuyện còn con như thế bố mẹ cũng phải hỏi ý kiến của con là con. Rồi ạ, không lắng nghe ý kiến của con thì con hỏi con làm gì nữa? Con đi tắt hai bạn đây. Nói đùa đâu. Mà này bà này, thôi mai tôi với bà sang nói khó với con dã quỷ, giả tiền thuê đất cho nó để lấy lại ruộng. Ý bà thế nào? Như vậy có ngại không ạ? Rồi ui. Ông. Vâng, cũng là do cháu vô ý không để hai bác nói chuyện trước với anh ạ. Kể ra cái thằng Sơn nó cũng tệ thật đấy. Đáng ra nó cho cháu thuê lại cái ruộng đấy thì bác thừa thời gian rảnh để đánh cờ với các ông hàng xóm. Trời ơi, cũng tại ông ham vui ham nhậu đấy. Mình là người lớn mà thất thừa với cháu thì ngại quá. Dạ, cũng không sao đâu hai bác ạ. Hai bác không phải suy nghĩ nhiều đâu ạ. À, ở bên Đồng Mơ bác còn xào ruộng nữa. Mà đất đai nó cũng màu mỡ. Mà nó tiện cho tưới tiêu hay cháu sang đấy thuê. Bác nói thật ạ. Nếu mà được như vậy thì tốt quá ạ. Thì ruộng các cụ để lại cho hai vợ chồng đấy. Dạ. Mấy năm trước bác trồng cỏ tốt luôn. Hơn cái ruộng hai sào ở bên cây roi nhiều. Mà cháu yên tâm, bác sẽ viết hợp đồng cho cháu luôn. Hôm nay trời có sập, cháu cũng có ruộng để trồng cỏ, không phải lo. Thế giấy tờ với cả hợp đồng mình viết luôn ở đây chứ nhỉ? Dạ thôi bác ạ, có gì bác cháu mình tin tưởng nhau là chính, chứ không cần giấy tờ đâu ạ. Không được cháu. Chiều bà về bà viết ngay cho tôi.
Trong hợp đồng nó còn có điều khoản bồi thường nếu hủy hợp đồng để cho cháu yên tâm, nó còn làm. Chứ mình là người lớn, mình ăn nói nó phải đàng hoàng. Dạ, vâng ạ. Mà thôi, muộn rồi. Chiều hai bác cháu nhà bà dẫn nhau lên xã xin cái dấu, người ta làm chứng cho nó tử tế. Vâng ạ, thế thôi để chiều hai bác cháu mình đi nhá. Vâng. Mà cháu cứ yên tâm mà làm. Bác tin rằng với tình yêu, dòng sữa Ba Vì và sức mạnh của tuổi trẻ, cháu sẽ làm được. Cố lên cháu. Vâng, cháu cảm ơn hai bác nhiều ạ. Cháu chắc chắn sẽ cố gắng ạ. Ly ơi, để anh nói cho Ly nghe nhá. Anh là, anh rất nhớ Ly đấy. Này, anh định dăm ba xu rượu tẻ để anh bán rẻ tình anh em của mình bấy nhiêu lâu nay đấy ạ? Thế em muốn thế nào? Em chả muốn thế nào cả. Em chỉ mong là anh đừng có phá cái quán của nhà em thôi. Ly nói thế nào chứ, thương Ly anh cũng không thương hết, ai phải phá nhà Ly. Này, mà Ly cho anh hỏi thật nhé, cho anh thương phải được không? Rồi ơi, này nhá, đề nghị đồng chí Mộc nghiêm túc. Giữa làng giữa xóm anh cứ nói lung cao lung côm như thế, người ta lại tưởng em với anh có gì với nhau à? Sợ đếch gì, đằng nào trước sau thì chẳng có. Vớ vẩn, có cái gì mà có. Lớn cái đầu rồi không lo mà làm ăn đi, suốt ngày lông bông, mệt mỏi. Ghét. Đi đâu ấy, cho anh thương ai. Em gọi anh ra đây có chuyện gì đấy? Em gọi anh đi chơi không được à? Kinh nhỉ, từ khi nào cô gái bán sữa lại thích đi chơi thế này? Em có bao giờ nói là em không thích đi chơi đâu. Thôi đi, bị nhờ vả chuyện gì đúng không? Hay là có gì cho anh à? Có gì cho anh mờ đi à? Nhìn cái mặt kia là biết có chuyện gì rồi. Khai thật đi. Này, công việc của anh dạo này thế nào ạ? Nói chung là bận, nhưng mà vẫn dành thời gian ra gặp em đấy nhá. Thế công ty anh đang tuyển công nhân còn đúng không? Mà em định xin đi làm á? Hâm à? Người ta đang bán sữa với bố mẹ, thế nhiên đi làm công nhân làm gì? Em hỏi cho người quen thôi. Thì em cứ bảo người ta viết hồ sơ đi, có gì anh nói đỡ cho. Thật nhá? Có anh Sơn nói chắc chắn là được nhận đúng không ạ? Cũng chưa chắc. Thôi không sao, có anh Sơn hứa như thế là được rồi. Anh nhớ là đã đồng ý với em rồi đấy nhá. Nhưng mà em xin cho ai? Người đấy anh có quen không đây? Em đừng nói là thằng Mộc đấy nhá. Đúng rồi ạ. Thế thì anh không đồng ý đâu. Nhưng mà anh đã hứa với em rồi cơ mà. Thì đấy là anh bị gài. Còn anh mà biết trước đấy là thằng Mộc, anh sẽ không đồng ý. Thôi anh về đây. Nhưng mà nói cái này chị đừng có buồn nhá. Anh Sơn không đồng ý giúp đúng không? Chị biết mà. Thôi, không sao đâu. Sơn lóp rồi, nay làm gì lâu về thế nhở? Thế tìm nó có việc gì à? Có tí việc. Nhưng mà việc gì? Việc gì hỏi làm gì? Chú ba. Chú thập thò nhà cháu có việc gì hả? Thì mà hôm nay mày không đi làm à? Hôm nay chủ nhật mà chú. Thế à? Vâng. Chú mà không nói có chuyện gì, cháu đi về đây. Kìa. Đứng lại nghe chú nói đã. Nói thật với cháu là trong cái làng này á, cháu là đứa làm chú tự hào nhất. Đấy, còn có những đứa làm chú cũng bận lòng như thằng Mộc ấy. Cái thằng đấy thì nó cũng làm nhiều đồ xấu, thế nhưng mà nó cũng đáng thương. Nó mới cả con dã quỷ thì mồ côi bố mẹ từ nhỏ, thế nên là chẳng có ai chỉ đường dẫn lối cả.
Vâng, vừa đáng trách mà cũng vừa đáng thương chú ạ. Vậy nên ấy, nó là cái thằng cần phải được giúp đỡ, đúng không? Nó thì thực ra là không xấu, chẳng qua là chưa tìm được cái hướng đi phù hợp thôi. Chú thì chú muốn là nó xin được vào công ty của cháu để làm việc. Vào đấy nó nề nếp quy củ, nó mà ngoan thì cả xóm mới được nhờ ấy, đúng không? Nhưng ngựa quen đường cũ, cháu không tin Mộc được đâu. Rồi xin vào chỗ cháu làm, nhớ có chuyện gì xảy ra, cháu là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên đấy. Chú hiểu, thế nhưng chú quả quyết là trong chuyện này sẽ không có cái gì xảy ra cả. Cháu cứ yên tâm, vào đấy ắt nó sẽ phải tu trí làm ăn. Mọi người cùng làm sao nó dám phá được, đúng không cháu? Khó lắm chú ạ. Một con ngựa đã đứt cương rồi thì làm sao mà giữ cương được nữa. Rồi vào đấy không sớm thì muộn, kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Cháu không chịu trách nhiệm được đâu. Thôi được rồi, cháu đã nói vậy thì chú không dám nói gì nữa cả. Chú không muốn làm cái gì ảnh hưởng đến công việc của cháu đâu. Thế nhá, chú về đây. Chào chú. Bác uống nước đi ạ. Ừ, bác xin. Tình hình sao rồi bác? Tình hình là không được rồi cháu ạ. Thằng Sơn nó không đồng ý. Thế bây giờ phải làm sao hả bác? Cháu thấy anh ấy cứ chán nản, cháu cũng sốt ruột lắm. Đấy bác xem, đến giờ ăn cơm rồi, anh ấy đã về đâu ạ? Nghĩ cũng khổ. Hay là để bác thuyết phục thằng Sơn thêm lần nữa. Thôi bác ạ, để cháu tìm cho anh Mộc một công việc khác cũng được. Thế nhưng mà làm gì có ai dám nhận thằng Mộc nhà mình. Thì căn bản là anh ấy có quyết tâm làm ăn hay không thôi, chứ còn việc thì đầy mà. Thôi được rồi, vậy thì cháu cứ tìm đi. Nếu mà không tìm được bác sẽ giúp nhá. Bây giờ bác phải về nhà đi. Không, bà nhà bác cứ nói khó chịu lắm nhá. Dạ vâng, thế thì bác về cẩn thận ạ. Ờ, bác về đây. Ui. Cái thằng đấy thì nó cũng làm nhiều đầu xấu, thế nhưng mà nó cũng đáng thương. Nó mấy cả con giá quỷ thì mồ côi bố mẹ từ nhỏ, thế nên là chẳng có ai chỉ đường dẫn lối cả. Vậy nên ấy, nó là cái thằng cần phải được giúp đỡ, đúng không? Làm sao? Làm ăn tối mới đi. Anh chửi ai đấy? Có tin mừng rồi. Có tin gì vậy bác? Chuyện của thằng Mộc ấy, thằng Sơn nó đồng ý giúp rồi cháu ạ. Ồ, thật thế hả bác? Ừ. Vậy thì vui quá rồi. Nhưng mà sao anh Sơn tự nhiên lại đổi ý vậy ạ? Chuyện là lúc nãy thằng Sơn sang nhà bác. Sơn đấy à? Dạ. Uống nước đi cháu. Chú Ba này. Hả? Ừ. Chuyện hôm trước chú nói với cháu ấy, cháu suy nghĩ lại rồi ạ. Chuyện gì cháu nhở? Thì chuyện thằng Mộc với chú. À. Cháu về cháu suy nghĩ lại, kể cũng đúng chú ạ. Tuy nó có phá phách, nhưng cháu nghĩ nó cũng là người tốt. Qua chuyện này cháu nghĩ xin cho nó một công việc cũng là để giúp cậu ta thay đổi. Cháu nghĩ như thế là phải đấy. Nếu thằng Mộc được đi làm trong công ty thì chú nghĩ chắc chắn nó sẽ thay đổi, chứ không bây giờ nó cứ lông bông như thế chết. Uống nước đi. Dạ vâng. Ôi, được vậy thì tốt các bác ạ. Tốt chứ, có phải ai cũng xin được vào đấy làm đâu cháu. Ơ, anh Mộc về rồi này. Có chuyện gì hai cháu hò reo ghê thế? Công ty nào, ai làm? Thì xin cho mày đi làm chứ ai nữa. Bà nha, chú bảo này, vào trong ấy làm vài năm thôi là có vài trăm triệu ngay. Đấy, đãi ngộ ở công ty xưa quốc tế là tốt lắm phải không? Môi trường làm việc thì có điều hòa này, mát mẻ này. Đấy, không phải lội ruộng như em gái mày đâu. Cháu bảo không làm, thì xin làm cái gì? Có tốt cháu cũng chẳng cần nhá. Cái thằng này buồn cười nhở. Thế muốn có tiền phải đi làm chứ. Đi làm còn có vốn, sau này còn lấy vợ sinh con. Thế mày định bao nhiêu chi phí đổ hết lên cái đầu con em gái mày à? Hả?
Ý cháu không phải thế. Ý không phải thế thì sang tuần đi làm thôi. Này cuối tuần rồi, đầu tuần là đi làm luôn đấy, thế chả? Anh Mộc, cảm ơn bác Ba đi kìa. Cháu cảm ơn. Thôi được rồi, cháu cứ an cư lạc nghiệp ấy là bác vui rồi, hiểu chưa? Nhớ sang tuần đi làm ấy, nhá. Thôi, bác đi về đây, nhá. Hai anh em nhá, nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác Ba, bác về ạ. Anh nhá, sang tuần đi làm rồi đấy, làm ăn cho nó cẩn thận biết chưa? Rách việc. Ô. Anh Mộc ơi, dậy ăn sáng đi không muộn rồi. Sáng ra mà cũng để cho anh ngủ à? Có ít nhất cả lên. Ô, anh phải ăn sáng thì mới có sức để đi làm chứ. Anh ăn đi. Làm mới liếc mệt mỏi. Ôi giời, ôi giời. Anh Mộc. Hôm nay trông anh Mộc bảnh thế. Anh chào Ly nhá. Chào chú ạ. Chúc anh Mộc một ngày làm việc vui vẻ. Anh cảm ơn. Cũng coi như là nó không phụ lòng mọi người. Nhưng bố chỉ sợ nó không hợp tác rồi ăn vạ ra đấy thì lại khổ. Con cũng chẳng biết thế nào nữa. Mong là lần này ông Mộc sẽ tu chí làm ăn. Mà lần này nhá, nếu mà không nhờ anh Sơn giúp đỡ thì làm sao mà anh Mộc có công việc ạ? Thằng Sơn nó cũng là người tốt. Bố chỉ lo thằng Mộc làm gì ảnh hưởng đến uy tín của thằng Sơn thì không biết phải nói như thế nào nữa. Ui giời ơi, trên đời này có biết bao nhiêu là việc, làm sao mà bố lo hết được ạ? Này, mà sao bố không lo con gái của bố sau này lấy chồng bị chồng bắt nạt nhở? Cô à? Cô thì kệ cô nhá, cô cứ phải bị như thế á thì mới bớt cái tính chảnh chọe đi được. Bố này. Làm sao? Con ghét bố. Mày ghét là tao à? Ô, chị đã quên đây rồi, đi vào đây. Vào đây em bảo. Làm gì mà mặt như mất sổ gạo thế? Thì đúng là em mất sổ gạo thật mà. Chị xem này. Sao? Đây là cái gì? Thì là tiền chứ cái gì? Đúng là tiền. Nhưng mà tiền giả. Người ta vào mua sữa, người ta lại đưa tiền giả cho em. Thế em có biết là ai trả không? Em mà biết là ai nhá, em còn ngồi đây nữa à? 500 nghìn của em. Chị nghĩ là có sự nhầm lẫn gì ở đây đấy. Có thể người ta không biết đây là tiền giả nên mới đưa cho em ấy. Tình hình kinh doanh thế nào hả cô chủ? Sao thế? Làm gì đâu mà mặt mũi như đâm lê thế hả? Ly bị người ta đưa nhầm tiền giả. Tiền giả? Tiền giả mà làm như thật nhỉ? Mà này, cô có chắc là bị người ta đưa nhầm không đấy? Theo anh nghĩ, đây là mấy cái trò của bọn nghiện ngập hút chích. Mình phải làm rõ việc này mới được. Vâng ạ, mọi người xem thế nào. Chứ em nghĩ nhá, không chỉ nó lừa mỗi mình em đâu. Nhỡ đâu nó đi lừa những hàng khác thì sao ạ? Em thử nhớ kỹ lại xem, gần đây có ai mua hàng mà người ta trả lại đồng 500 nghìn hay không? Thực ra mấy ngày em mới kiểm tiền một lần. Mà đợt gần đây cũng có nhiều người vào mua hàng trả tiền 500 nghìn. Có nhiều người thì đeo khẩu trang, có người thì là người làng, có cả người lạ. Nhưng mà em thì em chỉ nhớ được người làng thôi. Chị nghĩ là có sự nhầm lẫn gì ở đây thôi. Lừa thì lừa gì có 500 nghìn. Thôi đi cô ạ, thời đại nào rồi mà còn ngây thơ trong sáng thế hả? Theo tôi nghĩ thì chắc chắn người ta lừa mỗi chỗ một ít, chứ ai lại lừa nhiều ở một chỗ. Như thế công an có tóm chết à? Mà theo tâm lý của người bị hại thì bị lừa ít chắc chắn người ta lại không tố giác. Đây là cái trò của bọn nghiện hút, thế nên là nó mua sữa ở chỗ Ly bằng tiền giả rồi bán hàng qua chỗ khác để lấy tiền thật tiêu ấy. Rồi sao anh lại chắc chắn được là như thế? Thế sao cô chắc chắn rằng đây là người ta nhầm lẫn hả? Thì thôi. Anh chị này cứ gặp nhau là cãi nhau mới chịu được hay sao ấy. Chi bằng nhá, hai người tìm được thủ phạm đưa về đây cho em. Trong 3 ngày ai đưa được thủ phạm về trước sẽ là người chiến thắng. Thua thì sao? Ồ, thua thì em chưa nghĩ ra. Nhưng mà thua thì về đây em sẽ phân xử. Được, chơi tôi sợ anh chắc. Tôi sợ cô chắc.
để xem ai thắng ai thua. Anh đi làm đây. Anh đi ạ. Chị dã quỷ. Này, ra chị uống hộp sữa này đi. Biết đâu uống xong hộp sữa này chị lại tìm ra cách để bắt được thủ phạm thì sao? Được rồi, chị chắc chắn sẽ tìm được thủ phạm để cho ông Sơn lại biết mặt. Em tin chị. Anh ơi, anh có bị làm sao không ạ? Tôi không sao. Ôi, nào. Anh đi đứng phải cẩn thận vào chứ. Lên đây thì anh phải bóp còi chứ. May mà bọn em đi chậm không sao đấy. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn cô. Sao ông ta lạ thế nhở? Chị ơi, lên xe nhanh. Lên xe. Sao đấy? Trời ơi, chị mất đâu rồi nhở? Ly đi, sao tự nhiên em đuổi theo anh ta thế? Em nhìn anh ta quen lắm, hình như là gặp ở đâu rồi ấy. À, hay là em nghĩ anh ta là thủ phạm? Em cũng không biết nữa, nhưng mà em thấy dáng người của anh ta rất là quen. Bây giờ đi thẳng là ra đường quốc lộ, rẽ trái là đi chợ, còn rẽ phải là đến cuối làng. Mình làm sao biết được ông ta đi đâu rồi? Mà thôi, để tính sau đi, trời cũng sắp mưa rồi, chị em mình ra chợ kiểu muộn. Vâng ạ. Mày, gửi chị nhờ cái. Thế hai chị em đi đâu đây này? Em có cái danh sách khai báo tạm trú tạm vắng của những người mới đến làng mình không? Em có, em cầm đây. Ôi dồi, thế thì tốt quá, đưa đi chị xem nào. May cho chị là hôm nay em cầm đi nhá. Mà có chuyện gì đây chị? Chị có chút việc ấy mà. Nguyễn Văn Lâm này. Cái ông này mới đến làng mình được 2 tháng. Em có biết ông này không? Có, nhà ở cuối ngõ kìa. Theo như những gì chị đã tìm hiểu thì anh ta là một người hiền lành, chắc chắn không thể nào đi lừa đảo người khác được. Mà hỏi ở quanh làng mình cũng không có ai bị lừa tiền giả cả. Tưởng cô thế nào, bày đặt điều tra. Tôi tìm hiểu thấy có một thanh niên mang thùng sữa lót ba vì qua quán tạp hóa nhà cô Nga rồi bán lấy tiền tiêu. Đúng rồi, hôm trước cũng có một cái thằng nó vác thùng sữa lót ba vì đến, nó mời bác mua. Thế bác có biết là nhà của anh ấy ở đâu không ạ? Bác cũng không để ý vì hôm đấy bác là rất bận. Thế nhưng mà nhìn người nó cũng dáng nó cũng lùn lùn mà trông nó khổ khổ ấy. Phen này á, cô cứ chờ để ông nhận thua đi. Thôi, tốt nhất là tối nay anh chị đưa người đấy đến đây để nhận tội. Chứ mỗi người nói một kiểu, em chả biết tin ai. Được, đưa thì đưa. Thế còn anh, vừa nãy mạnh mồm lắm mà, không dám à? Ai bảo tôi không dám? Chơi thì chơi, tôi sợ gì cô? Thôi, chốt thế nhá. Ăn nhanh nào con. Ăn xong bố thưởng cho con một hộp sữa lót ba vì, nhớ chưa? Con cảm ơn bố, con thích uống sữa lắm. Nhưng chiều nay con đã uống một hộp rồi. Con cứ uống đi, bố mua cho con cả thùng đấy. Ôi, cô làm gì đây đấy? Anh làm gì ở đây ý? Anh đừng nói là thủ phạm mà anh tìm ra chính là... Bé cái mồm thôi, lộ hết bây giờ.
Con uống hết, bố sẽ mua thêm cho con. Vậy thì bố sẽ phải làm việc vất vả hơn đúng không ạ? Không sao đâu con, bố cố gắng được mà. Hay là thôi, mình đi về đi, hôm sau thì nói chuyện với anh ta. Chứ để trẻ con biết cũng không nên đâu. Ừ. Con ăn đi nhá, để bố ra ngoài một chút. Này, chúng mày dình mò gì ở cổng nhà tao đấy? Ai dình mò cổng nhà anh? Từ chiều đến giờ, tao thấy chúng mày thập thò ở cổng nhà tao. Nói đi, không tao gọi dân làng gô gổ đấy nhá. Chúng tôi là bạn của Ly, cô gái bán sữa lót ba vỉ ở đầu làng mà anh đã trả 500.000 tiền giả cho cô ấy đấy. Tiền giả nào? Tôi không biết. Anh còn chối á? Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng rồi. Anh đừng để tôi đưa anh lên cơ quan công an. Đúng rồi đấy. Tôi xin lỗi. Tôi biết việc làm của tôi là sai rồi. Biết là sai, biết là sai sao anh vẫn làm? Kìa, anh để người ta nói đi đã chứ. Tôi đi làm công trình, bị người ta trả tiền giả. Tôi trả lại, nhưng người ta không nhận. Con bé nó ốm, tôi mới phải mang 2 đồng tiền đấy đi mua 2 thùng sữa. Một thùng tôi phải bán đi để mua thuốc cho con bé, còn một thùng tôi để cho nó uống. Tôi xin 2 người đừng báo lên công an. Vài hôm nữa đi làm, có tiền tôi sẽ mang trả cho cô Ly. À đây, còn thùng sữa đây, tôi lấy, tôi trả cho 2 người. Bố, cũng là thùng sữa đó là của con mà, bố mang đâu thế ạ? À? Bố mang trả cho người ta con ạ. Bố đừng mang trả cho người ta, con hứa sẽ nghe lời bố và ngoan ngoãn mà. Không được, bố phải trả cho người ta. Để sang tuần bố lấy lương, bố mua cho con thùng khác nhé. Thôi được rồi, anh cứ để lại thùng sữa cho bé uống đi, còn chuyện này thì tính sau. Con muốn uống sữa lót ba vì lắm phải không? Vâng ạ. Bạn bè lớp con ai cũng có sữa mang đi học, mà mỗi mình con không có thôi ạ. Thôi được, sữa của con đây. Chú cho con thật ạ, à? Chú không lấy lại sữa nữa ạ. À? Ừ. Đây là sữa mà bố Lâm đã vất vả làm việc để có tiền mua cho con đấy. Chú ấy làm sao mà lấy được? Cô chú yên tâm, vài hôm nữa đi làm, có tiền tôi sẽ mang trả cho cô Ly. Cảm ơn cô chú. Thôi được, chúng tôi tin anh. Mình đi về đi. Tôi về đây. Chú về đây. Cả 2 người đều bắt được thủ phạm, nhưng mà lại không ai đưa được thủ phạm đến đây. Thì chị đã kể chuyện đấy với em rồi còn gì nữa. Mà anh ta hứa là sẽ mang tiền trả lại cho em rồi còn gì. Được rồi, coi như cả vụ này anh chị đều chiến thắng. Để đáp lại sự nhiệt tình này, em trân trọng mời anh chị đến tham dự buổi cắm trại ở đỉnh núi Ba Vì. Thôi, chị không đi được đâu. Ruộng cỏ còn chưa đâu vào đâu, đi làm sao được. Này, hình như có người không thích ăn thịt nướng lắm hay sao ấy. Nhưng mà chị không thích đi cùng anh ta đâu. Rồi, thế cô nghĩ là tôi thích đi với cô à? Thôi. Hai cái ông bà này chỉ giỏi cãi nhau thôi. Anh bảo này, em rủ anh Sơn đi ấy, là có mục đích cả đấy. Chị thử tưởng tượng xem nhá, nếu có mỗi chị em mình đi thì ai sẽ là người dựng trại, ai sẽ là người làm những công việc của đàn ông, đúng không nào? Thôi, cuối tuần anh bận rồi. Anh Sơn! Sao? Em đặt chỗ đặt bàn hết cả rồi, bây giờ mà không ai đi nhá, đừng có nói chuyện với em nữa. Thôi được rồi, thế đi có phải chuẩn bị cái gì không, để chị con biết. Chuẩn bị gì? Đi cắm trại chẳng nhẽ mang cỏ nhà cô lên ăn. 2 đứa phụ trách lo đồ ăn, anh sẽ phụ trách cắm trại, được chưa? Em đồng ý. Em sẽ chuẩn bị hết đồ ăn, thức uống và mọi thứ cần thiết khác. Chị chỉ cần chăm sóc tốt cho cái ruộng cỏ nhà chị và chuẩn bị thật nhiều quần áo đẹp để chị em mình cùng sống ảo. Đang mùa hoa dã quỳ ở trên đấy đẹp lắm. Thôi được rồi, để chị về chị chuẩn bị nhá. Ok. Anh Sơn! Gì đây? Sao anh cười buồn tiêu, anh phải tươi lên chứ. Được chưa? Nhớ chuẩn bị lều trại cho nó cẩn thận vào. Ok. Thôi, chị có việc, chị về trước đi nhá. Vâng ạ. Thôi, mình cùng về đi. Cảnh ơi, đẹp thật đấy. Không khí lại còn thích nữa.
thế mà có người em rủ mãi mới chịu đi đấy. Ôi giời. Có nặng không? Đưa tôi cầm giúp cho. Không cần, đến nơi rồi còn bày đặt lòng người tốt. Này, em bắt đầu thấy em giống kỳ đà cản mũi của anh chị rồi đấy. Tôi không dám. Này, chỗ kia rộng rãi, mình dựng trại đấy nhá. Anh đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Nhưng các em có biết rằng nơi đâu mang lại cảm giác yên bình, thoải mái nhất không? Đâu ạ? Đấy chính là quê mình, Ba Vì. Em thì em ngắm cảnh quê mình chán rồi. Bây giờ nhá, em chỉ ước em kiếm được nhiều tiền, xong là em sẽ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Cũng là cái đồ không có quê hương. Anh à. Thôi, anh chị ngồi đây chuẩn bị đi nhá. Em sẽ đi kiếm củi để trưa nay mình sẽ ăn đồ nướng. Đi cẩn thận đấy nhá. Sao phải cẩn thận? Đi đây. Mà anh Sơn này, sao anh không ở bên nước ngoài làm việc? Ở bên đó phát triển tốt hơn quê mình mà. Còn nơi nào phát triển tốt hơn mà quê hương của mình đâu. Hồi năm cuối đại học, tôi cũng được một vài công ty người ta mời về làm. Nhưng tôi nghĩ nếu được mang kiến thức của mình về quê hương, chắc sẽ tốt hơn. Thế còn cô, tại sao không kiếm việc gì mà làm? Định trồng cỏ mãi à? Nghề trồng cỏ và nuôi bò sữa đã gắn liền với bà con mình từ xưa nay rồi. Nhưng mà bà con vẫn khổ quá. Ngày trước em đi học đại học, có tìm hiểu được những giống cỏ mới và phương thức trồng cỏ hiệu quả. Nhưng mà bà con mình vẫn còn chưa biết đến. Em đang trồng thử nghiệm giống cỏ mới. Nếu thuận lợi sẽ cho năng suất cao và tốn ít công chăm sóc, mà sản lượng sữa bò lại còn tăng đáng kể nữa. Nhưng nghề trồng cỏ cũng vất vả lắm đấy. Ồ, tất nhiên rồi, chẳng vất vả thì không à. Ngày nào em cũng phải cắm mặt ở ngoài đồng. Ai như anh đâu, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Nghề nào chẳng có khó khăn. Em cứ nghĩ rằng anh ngồi mát ăn bát vàng chắc. Chả thế. Mà này, bên nhà anh vẫn còn ít tài liệu có thể giúp ích em rất nhiều. Hôm nào anh mang qua cho. Anh tuy không biết gì về trồng cỏ, nhưng quan hệ cũng rộng phết đấy. Này, bạn của anh toàn học về trồng trò thôi. Có cần gì giúp ấy, cứ nói với anh. Thật à? Chứ sao? Vậy thì em cảm ơn nhá. Ái già, về rồi đây. Này. Sao? Trong thời gian em đi nhặt củi, tự dưng em lại ngẫm ra một điều. Điều gì? Em thấy bộ ba bọn mình hợp nhau phết. Sao lại hợp nhau? Này nhá, người thì trồng cỏ cho bò, người thì sản xuất sữa bò, còn người thì bán sữa bò. Thì chúng ta đều là những con bò. Không, em không làm con bò đâu. Anh đi mà làm. Nhưng mà em đi nhặt củi rồi, anh Sơn phải đi nướng đi chứ. Giờ vẫn sớm mà. Thôi mọi người ăn tạm đồ ăn ở đây đi. Lát ra ngoài kia anh nướng cho, ăn cho nó nóng. Nhưng mà em đói đó. Nếu mà đói thì em uống tạm hộp sữa đi này. Này. Kể ra cũng nhanh thật đấy. Lần đầu tiên chị lên đây chơi là năm trốn học lớp 8. Mà lần đấy rủ em với cả đám bạn lên rồi về bị mẹ mắng đấy, có nhớ không? Đợt đấy bố em muốn cấm chơi với chị một thời gian. Đúng rồi, mà nhanh thật, thế mà cũng đã được hơn 10 năm rồi đấy. Quá khứ huy hoàng quá nhỉ. Nhớ hồi nhỏ, nhà chị không có điều kiện. Mỗi lần Tết hoặc là bị ốm thì bố mẹ mới mua sữa cho để uống ấy. Mà bây giờ, thế bé Nhi con anh Lâm bảo là đi học thấy các bạn có sữa, con không có, mà lại thấy nhớ mình ngày xưa quá. Nhắc đến chuyện ngày xưa, anh chị còn nhớ cái lần mà anh chị suýt đánh nhau để tranh nhau một hộp sữa không? Chị Đã Quỳ ơi, nhìn này, em cho chị một hộp sữa này. Ui, em lấy đâu ra mà nhiều sữa thế? Bố em vừa thưởng cho em đấy. Thích quá, chị cảm ơn em nhá. Anh Duy nhá. Sữa của em à, trả em đây. Lêu lêu, bắt được anh trả. Trả em đây, trả em hộp sữa đây. Này, uống đi. Hết sữa của em rồi còn đâu, em bắt đền anh đây, trả lại hộp sữa cho em đi. Anh không trả đấy, làm gì được anh. Anh không trả hộp sữa cho em về mách mẹ em. Chị Đã Quỳ chờ em với. Nhìn thấy gì đấy chưa? Hộp sữa của em mà, trả em đây. Anh mà không trả cho chị Đã Quỳ em phô mẹ anh đấy. Trả cho em đây. Anh trả cho chị Đã Quỳ đi, không em phô mẹ anh. Đi ơi, lấy được rồi đi thôi.
quê hương mình giờ có rất nhiều thay đổi, nhưng các em có biết rằng có một thứ vẫn giữ được hương vị truyền thống. Biết thứ gì không? Không ạ. Là gì ạ? Là hương vị ngọt thơm của dòng sữa Lót Ba Vì này. Còn một thứ nữa, biết là gì không? Là em thì vẫn đánh đá, còn Dã Quỳ thì vẫn tham ăn như ngày nào. Em đánh đá bao giờ? Em tham ăn bao giờ? Ai trông như anh Sơn Lóp ấy nhở? Cô Ngọc. Cũng có những lúc anh Sơn nhàn rỗi như thế này nhở? Sao cô lại ở đây? Cô ta là ai thế nhở? Cô theo dõi tôi đi à? Tôi theo dõi anh. Anh Sơn đừng nghĩ xấu về tôi như thế chứ. Mà tôi tưởng bây giờ anh đang bận rộn hoàn thiện hồ sơ về Lót Ba Vì cơ mà. Đấy là việc của tôi. Xung quanh toàn người đẹp, anh Sơn chơi vui vẻ, nhưng mà đừng quên nhiệm vụ nhá. Nghe cách nói chuyện thì hình như là đồng nghiệp của anh Sơn đấy. Xinh gái mà ăn nói chùa ngoạt thế. Thôi kệ người ta đi. Cảm ơn cô. Tôi sẽ nhớ lời cô nói. Chào anh, tôi đi trước đây. Này. Gì đây? Sao với bọn em thì anh bắt nạt, mà với cô ta thì anh hiền thế? Mày. Anh bắt nạt bao giờ? Anh bắt nạt bao giờ? Hay là cô ta là sếp của anh à? Sao anh phải sợ thế? Ly ơi, có khi là người yêu cũng nên đấy. Cô. Hai đứa quên ngay chuyện lúc nãy đi nhá. Thôi, đi vào liên hoan tiếp. Không, em mất hứng rồi. Sao? Đang vui thì lại. Thế bây giờ anh phải làm gì cho em? Làm gì á? Ừ. Để em nghĩ xem nào. À, anh cõng em đi dạo đi. Anh không quen với núi đè đâu nhá. Nào, anh nói cái gì đấy hả? Không là không. Anh cõng em. Đứng lại. Anh phải cõng em chứ. Không. Ly, em bảo mùa này hoa dã quỳ đẹp lắm cơ mà. Sao đi mỏi hết cả chân từ nãy đến giờ, chị chẳng thấy hoa dã quỳ đâu cả. Chắc là em nhầm tí. Cuối tháng này mới có. Ui giời ơi, Ly ơi là Ly. Bất công mọi người đi ra tận đây. Nhưng mà em thấy vẫn đẹp mà. Đẹp đẹp cái gì? đi ra đây em chụp ảnh cho. Thôi chị không cần chụp đâu. Em chụp một mình đi nhá. Về nhà thấy em có ảnh đẹp, đừng có mà tiếc. Ui trời ơi, em đi đây. Nói đến hoa dã quỳ mới nhớ. Anh có biết sự tích với hoa dã quỳ không? Biết chứ. Mà nó là gì ấy nhỉ? Thế mà bảo là biết. Hoa dã quỳ gắn liền với chuyện tình bi thương của nàng Hờ Lim và chàng Ca Lang, hai người yêu nhau rất say đắm. Narim vì ghen tuông với tình yêu của họ nên đã bắt Ca Lang vào một lần đi săn thú rừng. Và anh ta đã bị tra tấn bằng rất nhiều mũi tên. Hờ Lim chờ chồng mà không về nên đã vượt qua rất nhiều con suối và ngọn đồi để tìm chồng. Mà lúc đấy Ca Lang đã bị trúng rất nhiều mũi tên độc. Hờ Lim vì để bảo vệ người mình yêu nên đã trúng mũi tên độc cuối cùng. Nơi hai người chết đi mọc lên một loài hoa dại chỉ nở rộ vào cuối thu, đó là hoa dã quỳ đấy. Hóa ra là vậy. Chắc em sinh vào cuối thu nên bố mẹ đặt tên là dã quỳ đúng không? Đúng, nhưng mà chỉ đúng một nửa thôi. Vì hoa dã quỳ không chỉ tượng trưng cho sự chung thủy, tình yêu mãnh liệt, mà nó còn thể hiện cho sự kiêu hãnh, kiên cường, sống không khuất phục. Mẹ em đã nói như thế đấy. Bà nội em muốn em sống kiên cường như hoa dã quỳ ấy. Hoa dã quỳ chỉ mọc trên sườn núi Ba Vì. Gần đây giới trẻ thi nhau check in với hoa dã quỳ. Anh tin quê hương mình sẽ không chỉ nổi tiếng về sữa Ba Vì, mà sẽ là nơi du lịch nổi tiếng nữa đấy. Em cũng nghĩ thế. Em thấy anh Sơn nói đúng đấy ạ. Đã về rồi cơ à, chụp được nhiều ảnh đẹp không? Tất nhiên là em chụp được nhiều ảnh đẹp rồi. Mà thôi, đi về đi. Hôm nay đi chơi cả ngày, công việc ở nhà chị sốt ruột quá. Không, em chưa muốn về đâu. Mà anh Sơn còn chưa cõng em nữa. Thì thôi, hôm nào hoa dã quỳ nở, mình lại lên đây chơi tiếp. Giờ anh phải về, mai anh có cuộc họp gấp. Sao chán. Nếu mà chán ấy thì em ở lại cho một mình, chị đi về trước nhá. Bye bye. Anh về luôn đây.
Anh Sơn, bây giờ anh còn ngồi đây được nữa à? Chuyện gì vậy? Người công nhân mà anh vừa giới thiệu đang đánh trợ lý của tôi đấy. Có chuyện đó? Cả công ty xôn xao lên như thế mà anh vẫn không biết chuyện gì à? Đã thế thì bố mày nghỉ việc, mày không phải trừ lương. Này, tôi nói anh biết nhá, anh đánh tôi như thế anh sai đấy. Mày nhớ mặt tao ấy. Kìa, anh Mộc, anh làm cái trò gì vậy? Mày nhìn thì biết. Mộc. Anh ơi, cái thằng đấy làm thì lười lại còn cầu thả nữa, không làm đúng quy định của công ty. Em nhắc nhở nó thì nó đánh em gian động nỗi này này. Anh nhìn đi, nhìn bộ dạng trợ lý của tôi đi. Chúng tôi sẽ làm cho ra lẽ chuyện này đấy. Cậu Ếch, đi theo tôi. À vâng, em chào anh. Alo, Gia Quỳ à? Này nhá, đi chơi ba vỉ rõ vui mà chả thấy rủ anh. Thì tại anh bận việc bố em mà, làm sao mà anh đi được? Bận đâu mà bận, anh vẫn tranh thủ đi được. Lần sau mà đi á, nhớ rủ đấy. Rồi, em nhớ rồi ạ. Mà anh thấy từ ngày ông Mộc ông đi làm công ty ấy, làng mình yên ổn hẳn ra. Đúng đấy ạ, ông ấy tu trí làm ăn như thế em cũng mừng. Trừ cứ suốt ngày phá làng phá xóm, ai mà chịu được. Cũng may có chị Dạo Quỳ với cả nhà em nhanh trí nhờ anh Sơn lóc xin cho, thì anh Mộc mới được làm ở công ty đấy ạ. Nghĩ cũng tội chị Dạo Quỳ, bé thì đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, lớn lên thì lại vất vả. Này nhá, tôi nói cho anh biết này, anh đừng kể quan hệ mà anh muốn làm gì làm nhá. Đây là công ty chứ không phải cái chợ. Mày bảo ai kể quan hệ, có quan hệ gì? Thôi anh đừng giả ngu nữa, ai chả biết anh có ô dù của anh Sơn đúng không? Tôi sẽ trừ lương của anh. À con chó nó kệ. Anh dám đánh tôi à? Hả? Ơ, anh đi làm về rồi đấy à? Ai ui, anh bị điên à? Làm người nhá, phải có tự trọng. Thằng Mộc mày đích cần, bố con thằng nào xin được hộ nhá. Mày rảnh quá à, hả? Chuyện này... Từ bây giờ, tao đích đi làm nữa. Ơ kìa, anh Mộc. Ôi giời ơi, sao lại thủng xăm giờ này không biết được nữa chứ. Ôi, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Anh Sơn đi làm ạ? À? Xe bị làm sao đấy? Chắc là bị thủng xăm rồi ạ. Anh cho tôi xin lỗi chuyện anh Mộc nhá. Không sao đâu. Xe bị thủng xăm rồi, đi thế nào cũng nữa. Có việc gì thì cất xe đi, lên xe tôi chở đi. Dạ thôi, anh có việc bận thì cứ đi trước đi ạ. Không sao đâu, cũng tiện đường tôi đi làm mà, có gì đâu mà ngại. Dạ, vậy phiền anh cho tôi ra cửa hàng phân bón với ạ. Anh Sơn này, sao anh lại có biệt danh là Sơn Lóc vậy? Ôi bé, người ta gọi tôi là Sơn Đầu Bò. Từ khi chuyển về nhà máy, nghiên cứu về sản phẩm sữa lót ba vì, lúc đấy tôi bắt đầu có biệt danh đó. Hóa ra là vậy. À, tôi có tin vui đây. Tin gì vui vậy ạ? Sắp tới, tôi sẽ cần một sản lượng sữa đầu vào lớn cho dự án sản phẩm mới của sữa lót ba vì. Dự án này mà thành công sẽ giúp nhà máy phát triển và đời sống bà con sẽ được cải thiện đáng kể đấy. Nếu được như vậy thì tốt quá, tôi sẽ chăm sóc quả thật tốt để sản lượng sữa của bà con thật cao. Cũng đừng vội mừng, tôi nhớ không nhầm thì mùa đông năm nào bà con cũng rơi vào tình trạng thiếu nguồn cỏ tươi vì cây sinh trưởng chậm. Tôi cũng đang trông chờ vào giống cỏ mới của mình, mong là sẽ đạt kết quả thật tốt. Ừ, khẩn trương lên đây. Nhanh là nhanh thế nào được, cây cỏ nó cũng phải lớn lên từng ngày chứ. Thì cô dục nó nhanh lên. Dục làm sao được mà dục, anh bị điên à? Mà hôm nay anh có chuyện gì vui đúng không? Cũng hơi hơi. À mà này, anh không giận chuyện lần trước nữa thật chứ? Nếu giận thì tôi đã cho cô xuống xe từ lâu rồi. Anh thử cho tôi xuống xem. Cô thách tôi đấy nhá. Cô ơi, cô sao không ạ? Cô đau đâu không? Cô ơi, để cho đỡ cô. Anh chị đi đứng kiểu gì thế ạ? Gãy chân tôi rồi. Ôi đau quá. Cô ơi, để cháu đưa cô đi chụp chiếu cô nhá. Không cần.
Hôm nay ra đường bước chân trái đây mà. Cô thử đứng dậy xem được không ạ? Để cho đỡ cô dậy. Cô ơi, cô có sao không ạ? Tôi không sao. Cô cậu có việc thì cô cậu đi trước đi. Cô ngồi đây nghỉ tí, tôi đi sau. Dạ. À thế cô ơi, cô ơi, đây là số điện thoại của cháu. Nếu mà có chấn thương gì, cô cứ gọi điện cho cháu. Tôi không cần đâu, anh chị cứ đi đi. Dạ, thế mà cháu cảm ơn cô ạ. Nhưng mà cô có đi được một mình không cô? Cô đi được. Vậy cháu xin phép cháu đi trước đi ạ. Cảm ơn anh nhá. Ừ, không có gì đâu. Anh đi làm đi cả muộn. Ô, anh tìm cái gì đấy? Cái cặp của tôi. Rõ ràng tôi treo ở đây rồi mà bây giờ không thấy. Anh thử nhớ lại xem hay có quên ở nhà không? Không. Trong đấy là toàn bộ tài liệu về sản phẩm mới của sữa Lót Ba Vì. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ rồi, làm sao mà quên được. À, hay là khi nãy va chạm bị rơi ở đấy rồi, mình thử quay lại đấy xem. Ừ, cũng có thể đấy, lên xe đi. Rồi ạ. Cứ có gặp chuyện xui xẻo gì là tôi lại dính dáng cậu ấy nhỉ? Anh nói cái gì cơ? Mất đúng lúc này cơ chứ. Ơ kìa, cô đi đâu đấy? Không tìm cặp cho tôi à? Anh Sơn này, anh đừng lo lắng quá. Tôi hy vọng rằng anh sẽ sớm tìm lại được tập hồ sơ. Cảm ơn cô. Trong cuộc họp đã nói đỡ tôi trước ban lãnh đạo. Anh đừng khách sáo quá. Dù gì tôi cũng vào công ty trước anh. Với lại dự án lần này rất quan trọng với công ty mình. Ban lãnh đạo đã ấp ủ cái dự án này suốt 3 năm trời. Nếu như mà dự án này thành công thì có lẽ công ty của chúng ta sẽ lên một tầm cao mới. Lần này xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng rất là lấy làm tiếc. Thôi, anh nghỉ ngơi đi nhá. Tôi về phòng đây. Kế hoạch sao rồi chị? Cậu hẹn với bà Lan, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau để bàn giao chiếc cặp. Thế là chúng ta đã thành công bước đầu rồi. Bao giờ trong tay tôi có tập hồ sơ, tôi mới yên tâm được. Ai có thể hại được mình cơ chứ? Mình có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ? Hay là Dã Quỳ? Chỉ có mình với cô ấy đi trên chiếc xe. Chị không nghĩ là chị xui xẻo như thế đâu. Thôi, anh Sơn không có ý đó đâu. Chị đừng có buồn nữa. Chắc là tại đợt này có nhiều chuyện xảy ra liên quan đến anh Mộc với chị quá, cho nên anh Sơn mới có một chút thành kiến như thế thôi. Chị đừng nghĩ nữa nhá. À, em bảo này, ngày mai chị có rảnh không? Đi mua váy với em. Em đang định mua một cái váy thật là đẹp. Ồ, mai chị cũng rảnh đấy. Có gì mai chị qua. Ok. Cười lên cái xem nào. Ly à, chị đây. Ồ, chị đang ngồi nghỉ một lúc. Rõ ràng lúc chị nghe anh Sơn nói đấy là dự án rất quan trọng của công ty, mà hồ sơ thì lại để hết ở trong cặp đấy. Chắc là hai bác Tản Linh ở nhà đang sốt ruột lắm đây. Ồ, chị biết rồi, thế nhá.
cháu. Ơ kìa, cô, hôm qua về chân cô có đau nữa không ạ? Cô không sao. Mà này, cháu vừa nhắc nhà ông bà Tản Linh ở. Vâng đúng rồi ạ, đấy là hai bác Tản Linh cháu nói đến đấy. Thế thì cháu đợi cô một tí nhá. À, vâng. Cô ơi, cái cặp này có phải là... À này, cháu có rảnh không? Cháu đưa cô sang nhà bác Tản Linh một tí được không? Dạ được ạ. Thế thì cô đi cùng cháu. Tôi... Mà có chuyện gì vậy? Cô... Cháu là con nhà ông bà Tản Linh có phải không? Dạ vâng. Mà cô là... Cô trước là người va phải cháu đây. Thế chân của cô thế nào rồi? Đỡ rồi chứ cô? Cô cũng đỡ rồi. À mà cái cặp này có phải của cháu không? Đúng rồi. Đúng là cặp của cháu thôi. Sao cô lại có được nó? Thì hôm va chạm cô thấy nó rơi ven đường. Cháu đi nhanh quá, cô không gọi kịp. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Không có gì đâu cháu. À, thế bố mẹ cháu có khỏe không? Dạ, bố mẹ cháu khỏe ạ. Mà cô biết bố mẹ cháu à? Chả là ngày xưa cô và bố mẹ cháu chơi thân với nhau. Nhưng vì cô bị mất liên lạc, tìm bố mẹ cháu hơn chục năm nay không thấy. Dạ vậy. Mà con trai cô còn nhận ông bà Tản Linh là bố mẹ nuôi đấy. Sao cháu không biết chuyện này nhỉ? Chuyện là thế này. Ngày xưa thời cô còn làm ở nhà máy sữa, một mình nuôi con vất vả, khó khăn chồng chất, gia đình lại ngăn cản. May mà có bố mẹ cháu giúp đỡ nên cô vượt qua khó khăn đấy đấy cháu à. Bao năm qua mất liên lạc, hôm nay gặp được cháu gái ở đây, con nói chuyện về ông bà Tản Linh nên là cô nhờ đưa đến nhà cháu đấy. Cô ơi, thế là có duyên đấy ạ. À mà hai đứa là người yêu của nhau hả? Không phải đâu cô ạ. Thấy hôm qua đẻo nhau tình tứ lắm cơ mà. Cô chắc là cô hiểu nhầm thôi ạ. Cô ơi, không phải đâu ạ. Thôi nhanh còn cho cô ăn cỗ. Cháu cảm ơn cô. Trong này có tài liệu rất quan trọng với cháu á. Thôi ơn huệ gì. Xít thì cô xít thì cô làm sao không. Mà này, cô nghe nói cháu bị công ty kỷ luật nặng lắm phải không? Dạ, cũng suýt bị đuổi việc thôi cô ạ. Thế là tốt rồi. Chứ cháu bị làm sao thì cô áy náy lắm. Dạ. Mà cháu phải cảm ơn bạn gái cháu đây này. Lúc nãy ở quán nước á, cô thấy nó lo cháu lắm. Kìa cô. Tôi xin lỗi nhá. Tôi đã hiểu sai với cô. Anh cũng biết xin lỗi cơ à? Ê chết. Yêu nhau thì lại gọi bằng tôi cô thế, phải gọi là anh em chứ không nó tủi thân chết. Dạ không phải đâu cô ạ. Mà thôi, hai đứa đưa cô về gặp bố mẹ đi. Dạ vâng ạ. Này, vâng cái gì? Bố mẹ anh chứ phải bố mẹ tôi đâu. Thế nhỉ? Cô Lan này, cô với anh Sơn đi về nhà đi. Cháu đi có việc, hôm khác cháu gặp lại cô nhá. Dạ vâng, cháu đi đi ạ. Cô ơi, nhà cháu ngay phía trên này rồi. Để cháu đưa cô đi. Cái thằng này, chả ga lăng cái gì cả. Phải con trai cô á. Con trai cô nó tán đổ lâu rồi. Dạ. Thôi, đi đi kẻo muộn. Dạ. Cô ơi, cô ơi, cháu kém lắm ạ. Bực mình thật đấy. Đã hẹn như thế rồi, đến giờ hẹn rồi còn chẳng thấy mặt mũi đâu. Có khi bà ta bỏ bom chúng ta rồi. Cậu hỏi tôi cứ biết hỏi ai. Có địa chỉ nhà bà hay không? Dạ em không biết ạ, tại vì em thuê
Bà đấy trên mạng ấy, nghe em không biết nhà bà ấy đâu. Làm việc như thế đấy, cậu mau gọi cho bà ta rồi mang cái cặp đấy đây cho tôi. Dạ, vâng ạ. Chị ơi, máy em hết tiền rồi, cho em mượn máy chị gọi được không? À, vâng. Máy chị cũng hết tiền à? À, em nhầm, không liên lạc được chị ạ. Gia Quy, muộn rồi chưa về à? Lên đây anh bảo. Anh Sơn à? Có chuyện gì vậy ạ? Anh có tin vui muốn báo cho em đây. Tin gì đấy anh? Đề án sữa mới của anh được công ty phê duyệt rồi. Ôi, thật à? Ừ. Em chúc mừng anh nhá. Vậy thì bao giờ bắt đầu ạ? Đầu tuần tới sẽ tiến hành sản xuất thử nghiệm. Nếu mọi thứ ok sẽ cho ra mắt sản phẩm mới ngay. Ờ, nếu vậy thì cũng phải mất vài tháng anh nhỉ? Ừ, chắc cũng phải 3-4 tháng đấy. Mà sao em có vẻ lo lắng vậy? À không, em đang tính là vài tháng tới thì cái ruộng cỏ của em cũng được thu hoạch. Hy vọng là sẽ cho sản lượng sữa tốt để đáp ứng cả về chất lượng, số lượng đầu vào công ty anh. Chứ như bây giờ sản lượng sữa ở làng mình làm sao mà đủ anh nhỉ? Ừ, em nói kể cũng đúng. Thế công cuộc trồng cỏ của em đến đâu rồi? Có cần anh giúp gì không? À, hiện tại thì cũng không có khó khăn gì ạ. Anh nhìn kìa, ruộng cỏ của em đã cao đến nửa người rồi. Mà anh cũng phải khao em gì đi chứ. Khao á? Khao gì nhỉ? Binh chơi linh nhá. Ăn kem đi. Thực ra thì em ăn gì chẳng được, quan trọng là ly thôi. Thế thôi, còn đứng đây làm gì nữa. Đi về nhanh, anh đổi ý bây giờ. Dạ vâng, đi thôi. Cái việc anh với bố em ấy sắp sửa làm cái trạm thu mua sữa nó là như thế nào? Ừ hay, bây giờ bố chú đứng đầu chú hỏi anh. Thì em có hỏi bố em rồi, nhưng bố em cứ vòng vo thế là... Bây giờ nhá, chú hiểu như này nhá. Anh với bố chú làm ăn chung, lập ra cái trạm thu mua sữa để bán cho công ty, có hiểu không? Anh Mộc, anh nói thế là sao? Trạm thu mua sữa nào? Ừ hay, thế bây giờ có tiền không được mở trạm thu mua à? Nhưng cái điều quan trọng là anh thu mua sữa cho công ty nào? Mày yên tâm đi, không phải công ty lắp bao bì của mày đâu. Mà tao nói luôn nhá, sắp tới là hết thời chúng mày rồi, đến thời của tao, hiểu không? Gia Quỳ, em cũng tham gia vào việc này đúng không? Không ạ, anh nghe em nói đã. Anh Sơn này, anh bình tĩnh đã. Em tin là chị Gia Quỳ sẽ không tham gia vào việc này đâu. Cứ coi như là em không tham gia vào việc này. Nhưng tại sao em biết mà em lại không nói với anh? Em... À, nói với mày làm cái gì? Nói với mày, mày ngăn cản tao à? Mày ngăn cản dự án sắp tới của tao à? Hay như nào? Thực ra em cũng có định nói với anh, nhưng mà... Đúng là lòng người thật khó đoán. Tôi tưởng cô tốt đẹp thế nào, tôi lại còn khoe được duyệt đề án mới cho cô biết. Kể ra cô đóng kịch cũng giỏi thật đấy. Trước mặt thì nói chúc mừng, nhưng sau lưng thì... Coi như đây là bài học của tôi. Ô kìa, anh Sơn. Mày kệ nó. Tốt đẹp gì loại mặt này. Đấy, chưa gì rửa mặt ngay rồi. Còn cả anh nữa đây. Tao đã sức móm mày bây giờ. Anh như thế là không được đâu. Đây cả mày đi ạ. Đúng là lòng người khó đoán. Tôi tưởng cô tốt đẹp thế nào, tôi lại còn khoe cả đề án của tôi được duyệt cho cô nữa. Cô đóng kịch giỏi lắm, miệng thì nói chúc mừng, nhưng sau lưng thì... Coi như đây là bài học của tôi. Sữa đây, em là cô gái bán sữa đây ạ. Hôm nay em sẽ chạy chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, mua 2 tặng 1 và free ship nhá. Chia sẻ cho em đi ạ. Đấy đấy, thế có phải yêu thương không? Có bán sữa của em không? Vơ vẩn, em bán sữa lọ bao bì thôi nhá. Linh bún, bán sữa có cần sinh thế không em? Cho chị một thùng nhé. Em cảm ơn ạ. Chị mà uống sữa lọ bao bì nhá, đảm bảo sẽ xinh đẹp hơn em luôn. Huy sức, làm người yêu anh nhé. Thôi, em không thích yêu đâu. Em thích nhiều tiền cơ. Mà anh Huy Sức có nhiều tiền em cũng không yêu.
Hôm nay em dừng lại ở đây nhá, ngày mai em lại bán tiếp. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Ai làm gì mà anh bực mình? Anh kể đi, em xử lý cho. Thì cô dã quỳ ấy, tưởng là người thế nào, hóa ra chị dã quỳ làm sao? Thì chuyện cô ta biết thằng Mộc lập điểm thu mua sữa mới rồi bán cho đối thủ khác, biết mà không nói cho anh. Đã thế anh còn kể chuyện nhận được đề án sữa mới cho cô ta biết đầu tiên chứ. Này, nếu như mà người đó không phải chị dã quỳ mà là một người khác thì anh có giận như thế không? Thì thật ra ấy, chị dã quỳ cũng suy nghĩ chuyện có nên kể với anh hay không, nhưng mà chưa kịp kể thì đã xảy ra chuyện. Chưa kịp cái gì mà chưa kịp? Nếu muốn ấy, thì người ta sẽ tìm cách, còn nếu không thì người ta sẽ tìm lý do, có thế thôi. Hôm trước ngồi ở nhà em, chị dã quỳ cũng tâm sự chuyện đấy rồi. Tâm sự cái gì mà tâm sự? Chuyện là thế bây giờ chị tính sao ạ? Sớm muộn gì thì anh Sơn cũng biết mà. Biết trước thì còn có kế hoạch nữa. Bây giờ chị bất lực với anh trai và chú chị lắm rồi. Hay là bây giờ em gọi anh Sơn sang đây để anh chị nói chuyện cho nó tự nhiên nhá. Thôi, em kệ chị đi. Bây giờ chị vẫn chưa sẵn sàng. Thế thôi, chuyện của anh chị thì tự giải quyết đi vậy. Em nghe chuyện mà em ong hết cả đầu. Đó, chị dã quỳ tâm sự như vậy á. Vậy là anh đã trách nhầm dã quỳ rồi. Tất nhiên rồi, anh có bao giờ nghĩ về chị dã quỳ theo hướng tốt đẹp đâu. Thế bây giờ phải làm thế nào hả Ly? Thì tất nhiên là anh chạy sang nhà chị dã quỳ nói chuyện mà xin lỗi chị đi chứ gì nữa. Thôi, ai lại anh lại sang bên đấy á? Thôi anh ngại lắm. Hay là Ly sang với anh nhá. Anh bị hầm à? Tự nhiên em sang làm gì? Em liên quan gì đến chuyện của hai người mà sang? Hay là em sang với anh đi, rồi anh sẽ hậu tạ. Nhớ nhá. Em đi cùng anh xong mà chị dã quỳ hết giận anh thì anh phải thưởng cho em đấy. Em thích cái gì anh thưởng cho em cái đấy. Ok. Đi. Em đưa anh đến đây thôi nhá. Ok. Em bị làm sao đấy? Vào đây, vào đây nói chuyện với bọn anh. Anh nói chuyện một mình ngại chết đi được. Rồi. Chị dã quỳ ơi. Ôi, chị đây. Đấy, chị ở nhà đấy. Anh sẽ lắp đến xin lỗi chị này. Ly, cái con bé này. Anh Sơn ạ. Chuyện hôm chuyện trước. Anh nói trước đi ạ. Em nói trước đi. Thực ra thì chuyện anh Mộc cùng chú Bất xây trạm thu gom sữa để mua sữa của bà con bán cho hãng sữa khác, em cũng có định nói với anh rồi, nhưng mà chưa có cơ hội. Em không định giấu anh chuyện đấy đâu ạ. Anh cho em. Anh xin lỗi nhá. Tính anh nóng quá, chưa kịp nghe em nói gì anh đã vội trách em rồi. Mà thôi, không sao đâu ạ. Mà anh Sơn này, nếu mà trạm thu mua sữa kia đi vào hoạt động ấy, họ gom hết sữa của bà con, thì liệu dự án của anh có bị ảnh hưởng không ạ? Em đang lo lắng cho anh nha. Không, em không lo lắng cho anh, mà em đang lo cho công ty của anh ấy. Em yên tâm, bấy lâu nay bà con vẫn bán sữa cho nhà máy sữa quốc tế. Dù có một đơn vị khác người ta thu mua sữa của bà con thì cũng không thể thay đổi một sớm một chiều được. Mà chẳng phải sữa Lop Ba Vì là dòng sữa của quê hương sao? Tinh thần đoàn kết ấy không dễ bị lung lay đâu. Nếu mà anh nói vậy thì em yên tâm phần nào rồi đấy ạ. Anh cho em xem cái này này. Cái gì vậy ạ? Đây là hoa dã quỳ đấy. Tháng này hoa dã quỳ đã nở vàng trên dãy núi Ba Vì rồi. Hôm nào mình nhận lên lấy chụp ảnh đi. Dạ vâng. Hoa đẹp quá anh nhở. Nếu em thích, anh sẽ rủ cả Ly lên đấy. Mình chụp một bộ trước. Ok luôn. Anh xin lỗi. Alo.
Vâng, tôi nghe đây. Có chuyện gì vậy? Vâng, tôi biết rồi. Gia Quỳ. Gia Quỳ. Anh làm sao đấy? Tôi không sao. Nếu không sao thì tôi đi đây. Này. Em rảnh không? Anh có chuyện muốn nói. Anh có chuyện gì? Tôi tưởng hôm trước anh nói với tôi là từ bây giờ hai đứa không liên quan đến nhau nữa mà. Thì chuyện hôm trước ấy. Anh xin lỗi, anh đã hiểu sai về em. Nào, anh xin lỗi. Cứ làm sai rồi gân cổ lên trách mắng người khác, xong xin lỗi là xong à? Thế bây giờ em muốn anh đền bù thiệt hại điều gì nào? Mà có khi anh bị quả báo luôn rồi ấy chứ. Chính vì lỗi lầm của anh mà cấp trên xử phạt anh rồi đấy. Nhân viên gương mẫu như anh mà cũng bị xử phạt cơ á? Chả hiểu sao hôm trước trong cuộc họp tổng kết cuối năm, thế nào anh lại mang bản báo cáo từ năm ngoái lên để phát biểu. Đầu óc lú thật đấy. Chắc là khi làm việc anh đang treo ngược tâm trí trên cành cây rồi đấy. Thật ra thì cũng chỉ vì chuyện hôm trước với em mà anh không tập trung vào công việc được. Ô, này, bây giờ anh lại quay ra đổ lỗi cho em đúng không? Không phải là lỗi tại em, mà là tại anh. Mấy ngày qua anh cứ nghĩ về em mãi. Anh á, em không nói chuyện với anh nữa. Lúc nào cũng chỉ trêu em thôi. Gia Quỳ, thật đấy, cho anh xin lỗi nhá. Thôi được rồi, anh bỏ ra đi, em còn về nấu cơm. Thế ngày mai sinh nhật của bạn anh, em đi với anh nhá. Sinh nhật của bạn anh, sao em lại đi cùng? Thì em không đi cùng anh là anh phải uống rượu bằng mũi đấy. Sao lại uống rượu bằng mũi? Thì người ta quy định như vậy, em cứ đi đi. Để em xem đã. Mà em cũng hơi tò mò về cái dáng vẻ uống rượu bằng mũi của anh Sơn Lóp đấy. Thôi, đi về thôi. Này, hứa như thế đấy nhá. Bóng hồng nhát thấy nẻo xa, Xuân Lan thu cúc mặn mà cả hai. Người quốc sắc kẻ thiên tài, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Ý giời ơi. Chào bà. Bà hôm nay có chuyện gì vui mà con thơ lai láng thế ạ? À? Bảo sao ngày xưa tán được bác Vì xinh nhất làng mình ạ? À? Thì thực ra là bác ngửi thấy cái mùi sóc có cỗ ở đâu đây đấy, thế là tự nhiên nó nảy ra mấy câu thơ thôi. Nói đi. Cô nhà ai thế hả chú? Hay là Ly sắp cưới hả bác ba? Con bé này nhanh nhờ. Thôi, anh chị không phải đánh trống lảng nữa. Tôi biết tổng hết cả rồi. Bọn cháu có gì đâu chú. Đúng rồi đấy ạ. Thế tình hàng Tết thế nào rồi hả chú? Bán chạy chứ ạ? Thì nó cũng tằng tằng thôi. Mà Gia Quỳ này, bác nhờ tí nhá. Bác mượn cậu Sơn một lúc. Yên tâm, không hư hào mất mát cái gì đâu nhá. Chú, bác ba. Bác chỉ trêu cháu rồi ấy. Ôi giời, nói có mấy câu mặt đỏ như gấc kia kìa. Kiểu này là cỗ gần lắm rồi đây này. Chú, bác cứ đùa cháu. Tại hôm nay trời nắng nóng, cháu lại vừa ở ngoài đồng về nên mặt mới đỏ thôi ạ. Công nhận. Hôm nay trời nắng nóng thật. Nóng nóng đến nỗi mà bác rét run hết cả người này. Bác ạ. Chú. Chắc là. Có chuyện gì thế chú? Tình hình là dạo này đầu óc chú nó cứ quyền quyền nhớ nhớ, chán lắm. Cháu thử nhắc lại xem là cái bên chỗ công ty sữa Lóp Ba Vì này, cái chương trình khuyến mại Tết dạo này như nào. Rồi ôi, thế là dấu hiệu của tuổi già rồi. Đây, chờ cháu một lát. Cháu có mang tài liệu đây này.
Không mang gì. Đây không phải là dấu hiệu của tuổi già đâu, mà đây là dấu hiệu của thèm lấy vợ đấy. Thôi, cháu để tài liệu ở nhà rồi. Có gì sáng mai cháu mang qua cho chú. Nhớ mang sớm cho chú chứ không chú chả nhớ cái gì đâu. Vâng nhá. Ạ. Thôi. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép cháu về đấy ạ. Về luôn đi ạ. Thôi, hai đứa về đi. Dạ vâng, cháu chào bác. Cháu về đi ạ. Về nhá. Anh Sơn, anh giúp tôi với. Có chuyện gì vậy? Tôi không nhớ là mình để chìa khóa xe với cả túi sách ở đâu nữa. Hay là cô để quên ở nhà? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Mà bây giờ về nhà thì cũng không được. Mà đến tận tối nhà tôi mới có người ở nhà cơ. Hay là anh cho tôi về nhà anh nghỉ trưa tạm nhá. Đi mà, chẳng lẽ bây giờ anh nỡ để tôi bơ vơ ở đây à? Bác bảo vệ cũng đóng cổng rồi, ở đây cũng chẳng còn một ai cả. Đi. Thôi được rồi, cô chờ tôi giao nốt tập hồ sơ này. Lát tôi quay lại, tôi gọi taxi, tôi với cô cùng về. Gia Quy. Cô có sao không? Em không sao ạ, may mà có anh. Gia Quy. Anh gọi tôi có việc gì đấy? Em gái xinh đẹp này là ai thế? Đừng nói là anh Sơn Lóp đào hoa nhất công ty, bây giờ lại chuyển khẩu vị về gái quê nhá. Cô nói linh tinh cái gì đấy? Người ta chỉ trêu có một tí thôi mà cũng đã giận rồi. Ở trên công ty ấy thì rõ là nhẹ nhàng. Em gái này, bình thường ấy anh Sơn Lóp ở nhà có hay tức giận với em giống như với chị không? Anh ấy cứ làm quá mọi chuyện lên ý. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước, hai người cứ tự nhiên đi. Gia Quy. À, mà tối nay tôi bận rồi, anh đi một mình đi nhá. Cố mà uống rượu bằng mũi ở tiệc sinh nhật của bạn mình. Gia Quy. Gia Quy. Đau quá. Cô có sao không? Chắc là vừa nãy bị trẹo chân rồi. Tôi không đi được nữa ấy. Hay là anh cõng tôi đi. Tôi á? Đau quá. Thôi, để tôi dìu cô về. Nào, đi từ từ thôi. Hôm qua còn nói nhớ mình, mà hôm nay đã trở ngay người khác được rồi. Lại còn ôm nhau thắm thiết tình tứ thế cơ mà. Anh nghĩ tôi là cái gì? Làm cái gì mà mãi không nghe máy đi. Anh yêu giận dỗi cái gì nữa. Anh Sơn, cho tôi mượn cái điện thoại một tí. Thế điện thoại cô đâu? Vừa mới bị sập nguồn xong. Đây, cô dùng đi. Vâng ạ. Để tôi xuống dưới bếp xem có gì ăn không. Này bố mẹ tôi không có nhà, cô đợi tôi một lát nhé. Gia Quy à, mẹ em bận, không đi được thì thôi vậy. Sẽ có người khác đi cùng anh. Anh nghĩ một người hơi tí thì giận dỗi, vô cớ sẽ không xuất hiện trong buổi tiệc đâu. Nếu không bỏ tình đó đi thì chúng ta khó mà nói chuyện đấy. Cái gì? Anh nghĩ tôi là đồ ngốc đấy à? Anh được lắm. Này. Cô làm gì mà lâu thế? Em xong rồi đấy. Em gửi anh cái điện thoại. Vào ăn đi, tôi nấu mì rồi đấy. Anh dám chặn dù tôi á? Anh được lắm anh Sơn ạ. À.
Hồn anh về chưa? Cô nói cái gì vậy? Hôm nay trông anh cứ như người mất hồn ý. Hay là suy nghĩ về chuyện cô gái kia giận bởi vì anh đi với tôi? Chân cô đỡ rồi à? À, cũng đỡ hơn rồi. Cô Ngọc này, tối nay tôi có cuộc hẹn đi sinh nhật với một người bạn. Nếu chiều nay cô không bận thì cứ ở nhà tôi, rồi tối về nhà cũng được. Không được. Sao anh có thể để tôi ở nhà một mình như thế được? Anh cho tôi đi cùng không được sao? Nhưng mà cô có quen biết gì cái người sinh nhật này đâu. Thôi đi, chắc là anh hẹn cô gái nào đi cùng rồi gì. Không phải thế. Thôi, tôi không làm phiền anh nữa. Có gì á, lát anh đưa tôi lên công ty, tôi nghỉ ngơi ở trên đấy cũng được. Vậy thì đi thôi, để tôi gọi taxi. Anh nhẫn tâm thật đấy. Nếu như mà tôi có chuyện gì xảy ra, anh phải chịu trách nhiệm cả đời đấy. Sao thế? Anh lại đến để sỉ nhục tôi thêm nữa à? Em nói linh tinh cái gì đấy? Linh tinh? Anh lại định giả vờ ngây thơ vô số tội đúng không? Tôi đúng là ngu ngốc nên mới bị anh trêu đùa ấy mà. Kìa, em nói rõ ra xem nào. Anh gọi cho em từ trưa đến giờ mà em không bắt máy. Mà anh cũng chẳng hiểu em giận anh chuyện gì nữa. Chẳng hiểu à? Anh xem đi. Tin nhắn anh gửi cho tôi vẫn lưu ở đây. Sao anh quên nhanh thế? Anh Sơn, nhanh lên, lỡ hết việc của em rồi. Hóa ra là bạn anh đổi ý nên anh mới đến tìm tôi đúng không? Kìa, em nói cái gì vậy? Thôi, để anh đưa Ngọc lên công ty đã. Lát anh sẽ quay lại nói chuyện rõ ràng với em. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi cũng không muốn gặp anh nữa. Anh đi đi. Đắc Huy. Này, bạn của anh hay giận dỗi nhở? Người ta mới có trêu một tí đã cáu kỉnh rồi. Tôi thấy Dạ Quỳ nói là có tin nhắn gửi vào máy cô ấy. Là cô làm à? Tôi cũng là đang muốn giúp anh làm hòa còn gì. Con gái bây giờ lạ lắm. Nói không là có, mà nói có là muốn nhiều hơn cơ. Cho nên tôi chỉ nhắn tin khiêu khích một chút để cô ấy nhận ra cái giá trị thực thụ của anh. Cô đừng tự ý xen vào chuyện của người khác như thế. Tôi chỉ là có ý tốt, muốn cảm ơn anh vì anh giúp đỡ tôi thôi. Chứ tôi có ý gì đâu. Từ bây giờ tôi sẽ không làm như thế nữa. Đúng là làm ơn mắc oán. Kìa, em nói gì đi chứ? Để anh nói từ nãy đến giờ, em cứ im lặng vậy à? Thôi được rồi, tôi biết tất cả những trò đấy là do cô bạn của anh bày ra, nên tôi bị sỉ nhục là đáng đời đúng không? Anh nói xong rồi thì mời anh về cho. Kìa, không phải là như vậy. Anh biết việc Ngọc làm là sai, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em. Được rồi, coi như là tôi miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi này đi. Anh nói xong rồi thì đi đi, không tôi hót anh đi bây giờ đấy. Nào, anh nói rõ ràng như vậy rồi còn gì. Anh thích em, anh muốn giới thiệu em với bạn bè của anh để... Để làm gì? Để bạn bè của anh biết em. Rồi biết đâu bạn bè của anh sẽ mua cỏ của em thì sao? Giời ơi, tôi không cần. Cỏ của tôi bán gần hết rồi, không cần nhờ đến bạn anh. Thì để bạn của anh biết em là bạn... Bạn gì? Bạn gái của anh. Úi giời ơi, chưa tỉnh ngủ à ông tướng? Vẫn đang mơ đúng không? Mơ cái gì mà mơ? Không lẽ em là con trai à? Mà thôi, không đôi co với anh nữa. Anh đi về mà đi sinh nhật một mình đi. Nào, người đâu mà dẫn lâu thế nhở? Đáng đời anh. Thôi được rồi, anh xin hứa
từ nay sẽ không gần gũi với bất kỳ cô gái nào khác, để em không phải giận dỗi nữa. Chả liên quan. Thôi mà, đi sinh nhật với anh đi. Không. Anh năn nỉ em đấy. Anh mà đi sinh nhật một mình thì em biết là cái cảnh uống rượu bằng mũi nó như thế nào rồi đấy. Rồi lại còn say rượu thì làm sao lái xe về nhà được nữa. Kệ anh, liên quan gì đến tôi. Thôi được rồi, anh đi một mình vậy. Trước khi đi thì anh có điều này muốn nói với em lần cuối thôi. Lại cái gì nữa? Con chuột sau lưng em kìa. Trời ơi, nó đang ghét. Trước khi đi thì anh có điều này muốn nói với em lần cuối thôi. Lại cái gì nữa? Con chuột sau lưng em kìa. Mời vào. Chuyện hôm nọ ấy, cho em xin lỗi nhá. Em không cố tình làm cho hai người giận nhau đâu. Không sao đâu, mọi chuyện tôi đã giải quyết xong rồi. Mà này, hôm nọ em thấy anh đọc tài liệu về trồng cỏ. Anh định chuyển sang làm nông nghiệp đấy à? Cũng chỉ muốn nâng cao chất lượng sữa mà thôi. Chứ không phải là vì cô kỹ sư nông nghiệp kia à? Mà cô sang đây có chuyện gì vậy? Anh đi du học ở nước ngoài nhiều năm, chắc là giỏi tiếng Anh lắm. Em có một số tài liệu về sale mà tiếng Anh ấy, cần nhờ anh dịch, anh giúp em nhé. Thôi được rồi, để xem tôi rảnh không nhá, tôi sẽ giúp cô. Anh hứa rồi đấy nhá. À, hay là để tối nay tan làm, em mời anh đi ăn trước để cảm ơn nhá. Thôi, không cần đâu, chuyện nhỏ anh mà. Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Xảy ra sai sót á? Vâng, tôi ra ngay đây. Có chuyện gì đấy ạ? Tôi ra ngoài có việc một chút. Sao lại thế này? Em đã kiểm tra lại kỹ các quá trình vận hành chưa? Anh ghi tỷ lệ như thế nào thì anh em đều làm đúng theo yêu cầu. Trong quá trình đều có camera giám sát. Nếu có sai sót thì chỉ có sai sót trong hồ sơ, chứ không thể nào sai sót trong khâu vận hành được. Thế đã tiến hành chạy được bao nhiêu lần rồi? Vừa ra lô đầu tiên em kiểm nghiệm thấy không đúng chất lượng, em đã báo cáo lên cấp trên và cho dừng lại rồi ạ. Thôi được rồi, anh sẽ cho kiểm tra lại kỹ tập hồ sơ này và sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho mọi người. Anh kiểm tra như thế nào thì kiểm tra, nhưng em chắc chắn không thể nào sai sót trong khâu vận hành được. Em yên tâm, nếu thiệt hại lần này là do tính toán sai số liệu, anh sẽ đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm. Quái lạ, sao lại sai được những lỗi căn bản cơ chứ? Chẳng lẽ mình... Số liệu mình đã tính toán đi tính toán lại mấy lần, rồi còn đưa cho cả nhóm xem xét. Mà sau khi đưa đi sản xuất thực nghiệm lại chênh lệch đến thế nhỉ? Alo. Dạ, cháu chào chú ạ. Dạ, cháu xin lỗi chú ạ. Giờ cháu đang rà soát lại số liệu để tìm ra vấn đề ạ. Vâng, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ cho công ty có câu trả lời sớm nhất ạ. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Cháu chào chú. Mình làm sao thế nhỉ?
vừa nghe chuyện ở trên phân xưởng rồi. Tin tức của cô cũng nhanh nhạy thật đấy. Đây là em đang quan tâm anh mà. Sao rồi? Cấp trên có làm khó anh không? Có thể tôi sẽ phải đền bù một khoản thiệt hại. Nghiêm trọng vậy ạ? Có nhiều không anh? Nếu như mà nhiều quá thì em có thể giúp anh một phần. Cảm ơn lòng tốt của cô. Tôi sẽ tự giải quyết việc này. Giờ thì tôi phải rà soát lại hồ sơ này để tìm ra lỗi. Lúc khác nói chuyện đi. Nhưng mà anh làm gì thì cũng phải chú ý đến sức khỏe nhá. Có gì cần giúp thì cứ gọi cho em. Em đi đây. May quá, cậu đây rồi. Có chuyện gì không? Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không? Ơ kinh nhỉ? Hôm nay rảnh thế. Thế anh lo cái vụ mà phân xưởng đến đâu rồi? Sai sót đấy. Tôi cũng đang cần gặp cậu để nói về chuyện đó đây. Chuyện đó thì đâu liên quan gì tới tôi? Thực ra thì... Alo. Hả? Sản xuất vẫn chưa chạy đủ đơn hả em? Úi dồi ôi, thế anh biết nói làm sao với các nhà phân phối đây? Bây giờ Tết Nhất đến nơi rồi. Nhà nhà cần sữa, người người cần sữa, trẻ con cần sữa, tôi cũng cần sữa đây này. Thế cậu phải... Cái gì đang nói chuyện? Đấy, cậu phải ưu tiên cho tôi, nhớ chưa? Cậu anh ơi. Cái gì đang nói chuyện? Cậu cầm ngược điện thoại kìa. Thế nhá. Phải ưu tiên tôi ngay đấy, nhớ chưa? Rồi, ok. Đấy, bây giờ Tết Nhất đến nơi rồi. Bao nhiêu là việc? Thế có gì anh cứ nói nhanh lên. Tập tài liệu hôm trước ấy, cậu có lấy ở phòng tôi đang cần dùng. Cậu có thể đưa nó cho tôi được không? Tài liệu nào? Tập tài liệu gửi xuống phân xưởng ngày 12 tháng 12. Cậu đến phòng tôi lấy. Cậu quên rồi à? Anh Sơn, anh cho em mượn tập tài liệu để em báo cáo cuối năm với. Tôi để trên bàn đấy. À vâng. Cậu cứ cầm đi. Em cảm ơn anh ạ. Ui, mà sao mà anh nhìn anh phong độ thế nhỉ? Ôi trời, ở công ty mình ấy không có ai mà đẹp trai còn có năng lực như anh đâu. Anh đúng là một tấm gương sáng để em noi theo anh ạ. Cậu Ách này khéo miệng nhỉ. Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không dám nhận lời khen đấy đâu. Ôi trời, anh cứ... Tôi điện thoại chú. Alo. Này nhá, bây giờ anh đổ rồi anh đừng kéo tôi xuống bùn lầy nhá. Bây giờ tôi vào phòng anh tôi chỉ lấy tập tài liệu thôi, xin liên quan gì đến tôi. Mày mà thấy cái vẻ mặt táo bón của tay Sơn lúc đó ấy, mày hả dạ lắm. Thật tiếc là tao không quay lại được. Mà con mụ dạ xoa phòng tao nữa, sau cái vụ này nó sẽ phục tao sát đất luôn. Mày cứ đợi đấy mà xem. Trước sau gì tao trả lên chức trưởng phòng. Đến lúc đấy rồi thì anh em làm bữa nhậu nhỉ. Ok. Vào đi. Ô, anh Sơn đấy à? Anh tìm chị Ngọc đúng không? Thật tiếc là chị Ngọc không có ở đây. Không, tôi đến để tìm cậu. Tìm tôi? À, hôm trước tôi mượn anh tập tài liệu. Trả lại này. Cảm ơn cậu nhé. Nhưng hôm nay tôi gặp cậu là để đối chất về việc gây thiệt hại trong đợt sản xuất thực nghiệm vừa rồi. Tôi liên quan gì đến chuyện này? Từ đầu tới cuối tôi qua giờ tham gia vào dự án của anh đâu. Anh định vu oan giám mạo tôi để anh thoát tội à? Tôi nói có sách, mách có chứng. Ngày 12 tháng 12, cậu có vào phòng tôi để mượn tập tài liệu. Và thật trùng hợp là cũng là ngày tôi đưa tập tài liệu cho bên sản xuất. Cái chuyện đó thì nói lên điều gì? Nói lên điều gì? Tôi đã chụp lại lịch sử sửa đổi trên tập tài liệu. Và thật trùng hợp là thời gian sửa đổi của nó trùng khớp với thời gian lúc tôi ra ngoài nghe điện thoại của tổ trưởng của sản xuất. Mà lúc đấy chỉ có một mình cậu ở trong phòng làm việc của tôi. Alo. À, bên tổ sản xuất đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu rồi à? Vâng,
Tài liệu thì tôi cũng đã chuẩn bị xong. Lần nữa tôi sẽ gửi qua cho. Dạ vâng ạ. Ở đây đúng cái tập tài liệu này rồi. Cảm ơn anh nhé. À, không có gì. Vâng. Thật nực cười mà. Do anh mất tập trung nên anh sửa đổi ngay lúc đó thì sao? Anh đừng tưởng nghĩ tôi ấy là thấp cổ bệ họng nên anh muốn làm gì tôi không được nhá. Tại sao tôi lại phải tự sửa đổi tập hồ sơ của mình vào sát giờ nộp cho bên sản xuất? Làm như thế, không những tôi chẳng được lợi lộc gì mà còn gây thiệt hại cho công ty đấy, cậu hiểu chưa? Anh... Có chuyện gì mà ồn ào thế? Tôi đi từ ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ cả lên rồi. Sếp ơi sếp, sếp phải phân xử cho em vụ này với. Anh Sơn đang vu oan giám hoại cho em, bảo em là sửa đổi số liệu trong hồ sơ sản xuất thử nghiệm rồi làm thiệt hại lớn cho công ty ạ. Tôi nhắc lại, bằng chứng tôi đã nắm trong tay, cậu mà không nhận tôi sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này đấy. Dạ, thưa anh, thưa chị, em biết là em chỉ là nhân viên tôm tép trong công ty, thấp cổ bé họng, không được đi du học, rồi giữ chức quan trọng cho công ty như anh Sơn. Nhưng mà không thể vì như thế mà anh Sơn đổ hết tội cho em, rồi bắt em thay thế được. Cái ngữ như cậu thì tôi còn lạ cái gì? Đúng, cái bản tính của anh ấy tôi lạ cái gì? Bên ngoài thì đạo mạo ra vẻ, nhưng bên trong thì đen tối. Chắc chắn anh sang Tây ấy chỉ để lấy cái mác du học thôi. Còn thực chất ấy, anh ăn chơi trác táng, cờ bạc, rồi không lo hành gì cả, làm thiệt hại lớn cho công ty, đúng không? Cậu nói cho rõ ràng vào. Cậu có bằng chứng gì mà nói tôi ăn chơi trác táng trong thời gian du học? Nếu cậu không có bằng chứng gì, tôi có thể kiện cậu vì tội lăng mạ người khác đấy. Anh, tôi là đang nói cậu đấy. Trong suốt quá trình làm việc thì không có một thành tích gì nổi bật. Đã thế lại còn hay bày trò khôn vặt, nịnh nọt cấp trên, rồi bêu rếu đồng nghiệp, như thế mới được ạ. Sao chị lại... Tốt nhất ý, là trong chuyện này cậu nên khai nhận đi, thì tôi mới có cớ để mà xin cấp trên giảm nhẹ tội cho cậu. Nhưng... Dạ thưa anh, thực ra là hồ sơ sản xuất bị sửa đổi là do em làm. Vậy là cậu thừa nhận rằng mình là người gây ra thiệt hại trong đợt sản xuất thực nghiệm vừa rồi à? Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Nhưng mà cái hôm đấy em chỉ vô tình động vào máy tính thôi, nên là cái số liệu nó bị thay đổi ấy, chứ em không cố ý ạ. Em sẽ xin chịu toàn bộ trách nhiệm, mong anh tha cho em ạ. Chịu toàn bộ trách nhiệm? Cậu có biết rằng người nông dân phải mất rất nhiều thời gian công sức chăm sóc thì mới thu được sản lượng sữa tốt nhất bán cho công ty, rồi còn bên nghiên cứu và sản xuất nữa, họ phải mất rất nhiều thời gian mới đưa ra được số liệu để thực nghiệm trong đợt vừa rồi. Vậy mà cậu... Em vì... Thì là bởi vì ghen tị chứ còn gì nữa. Anh Sơn này, thật ra nói ra chuyện này thì tôi cũng cảm thấy hơi xấu mặt. Nhưng mà tôi đã nhắc nhở cậu Oách rất nhiều lần về cái việc là ghen tị với đồng nghiệp cũng như là bêu xấu họ. Nhưng mà cậu ấy cũng không hề thay đổi một tí nào. Dạ vâng, đúng là vì em ghen tị với anh. Anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn được các sếp coi trọng nữa. Không hiểu sao ma xui quỷ khiến như nào em lại làm như vậy, mong anh bỏ qua cho em. Anh chỉ vì như vậy, chỉ vì như vậy mà cậu trà đạp lên công sức lao động biết bao nhiêu người à? Thôi mà anh Sơn, dù gì ấy, chuyện này cũng đã sáng tỏ rồi. Danh tiếng của anh bây giờ cũng trong sạch rồi. Tôi nhất định sẽ trừng phạt cậu Oách đúng người, đúng tội. Vậy thì cô quản lý nhân viên của mình cho tốt vào. Còn giờ, tôi sẽ đi báo cáo chuyện này lên cấp trên. Anh Sơn nhá, nếu như không có anh thì tôi không thể biết được cậu Oách lại tệ như thế. Chắc chắn tôi sẽ đưa cậu ta lên cấp trên để nhận kỷ luật. Chị, sao vừa rồi chị lại? Thì là do cậu vừa ngu vừa dốt chứ còn gì nữa. Cậu có biết vừa nãy tôi đi ngang qua phòng của cậu ta, tôi nghe được những gì không? Thế chị nghe thấy điều gì ạ? Alo, dạ cháu chào chú ạ.
Vâng, cháu vừa xác minh lại là bản duyệt hồ sơ đã bị chỉnh sửa chú ạ. Thời gian chỉnh sửa vẫn còn lưu trên máy. Mà cái điều kỳ lạ là thời gian chỉnh sửa lại trùng hợp đúng lúc cậu Oách đang ở trong phòng làm việc của cháu. Dạ vâng, cháu có nhớ là đã gửi một bản sao cho chú qua mail. Giờ chú có thể gửi lại cháu để cháu có thêm bằng chứng làm rõ không ạ? Vâng, cháu sẽ làm sáng tỏ vụ này. Vâng, cháu chào chú ạ. Thế thì xuôi em cũng chết mà người em cũng chết à? Dù gì ấy thì việc này cũng bị bại lộ rồi. Cho nên tôi đã biến cái lỗi của cậu có giá trị hơn một chút. Ui dồi, em đã bị vạch trần như thế rồi còn có giá trị nữa cơ à? Cậu đúng là suy nghĩ thiển cận. Dù gì trong vụ này tôi cũng khiến cho cậu tự thú. Như thế có thể tạo quan hệ dần dần với Tay Sơn rồi lôi kéo hắn về với đội của mình. Ui dồi, thế mà em cứ tưởng là chị vì tình mà bỏ rơi em. Mắt chị cứ dán lên người anh Sơn thế cơ mà. Thôi, sốc lại tinh thần đi. Khoản bồi thường này ấy, cũng chả đáng là bao. Tôi sẽ chi cho cậu. Tí nữa, lên gặp cấp trên, nhớ bày ra cái bộ mặt đáng thương một chút để mà giữ được cái chức quèn này đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Bước tiếp theo của chúng ta là phải đôn đốc lão Bất thu mua sữa thật mạnh để sang năm công ty mới của chúng ta ra mắt sản phẩm mới chào xuân là vừa. Đến lúc đấy ấy, thì cậu phải đi lại nhiều đấy. Chị đẹp của em nói gì đúng ạ. Em xin trao quả đấm thân này dành cho chị. Việc gì khó đã có em lo. Lưỡi của cậu ấy phải dài đến 5 tấc đấy nhở? Nhưng mà tôi thích nghe đấy. Cứ làm cho tốt việc của mình đi đã. Dạ vâng ạ. Thôi ra ngoài đi. Vâng, em chào chị ạ. Ôi trời, người đẹp lại đây ngồi lên đùi anh. Nhanh nhanh nhanh. Ôi trời, để anh xem cặp giò mét mốt của em nào. Ôi trời, dài thế nhỉ. Này Công Học, làm ăn cho được cẩn thận vào nhá, không tôi trừ lương đấy. Ra đây đừng bóp vào tôi. Đúng rồi, đấm mạnh vào. Đấy, nó phải như thế chứ. Cô sinh ra chỉ để bóp vai tôi hay sao ấy. Ôi trời, sướng thế. Này. Cái gì mà này. Bỏ tay ra. Buồn cười nhỉ. Nào. Sếp ạ. Cậu rảnh rang quá nhỉ. Uống nhiều sữa thế mà đầu óc không khôn ra được à? À dạ dạ. Em mời sếp ngồi ạ. Dạ. Chả là em đang cố gắng nghĩ cách để giúp sếp thôi. Thôi được rồi. Cậu nghe kỹ đây. Dạ. Em xin rửa tai lắng nghe ạ. Coi như cậu vẫn còn một chút hữu dụng. Cậu có biết cô Hà, tổ trưởng tổ sản xuất chứ? Úi dồi, con bé đó em lạ gì? Ngày nào nó cũng gặp em à? Bây giờ nhiệm vụ của cậu là lôi kéo cô ta về phe công ty của mình. Ủa chị yên tâm, em mà đã ra tay ấy thì gạo xay ra thóc. À không, gạo xay ra cám. Ơ, nhưng mà chẳng phải cô ta đang làm công ty mình sao? Cậu có não không vậy? À, alo về công ty của chị đúng không? Cái mồm. Ủa chị phải nói rõ ra chứ em hiểu chứ. Không em hiểu lầm đấy. Thế chị muốn cô ta làm gì? Tư duy lên, nảy số lên. Ờ, vâng, để em xem. Tư duy lên, nảy số lên. À, em hiểu rồi ạ. Tư duy lên, nhảy số lên là sao ạ? Là như thế đấy. Ô hay. Tư duy ấy, là tìm cách làm việc sao cho nó hiệu quả. Còn nhảy số ấy, là tìm cách sao để tăng thêm thu nhập. Hiểu chưa? Em vẫn không hiểu. Nôm na là như này. Thế bây giờ em cần gì nhất? Thì đương nhiên là tiền ạ. Anh thấy đấy, mọi người về hết rồi em vẫn phải tăng cai này. Đấy. Thế bây giờ làm sao để tăng thêm thu nhập? Em đang bận lắm, anh cứ nói thẳng ra đi. Đây, em cầm lấy. Có gì cứ ới anh nhá. Đảm bảo với em đấy, là anh sẽ xuất hiện trong vòng một bữa nhạc. Thật đấy anh? Thật, cầm lấy đi. Yên tâm, anh em mình làm chung công ty, không việc gì phải khách sáo nhá. Em cảm ơn, ơn này của anh em nhớ cả đời. Ừ, không có gì. Thôi, vào làm việc tiếp đi nhá, anh ngồi việc tí. Em cảm ơn ạ. Kể ra phòng làm việc của mình nó rộng rãi như này có phải Oách không? Mà rõ ràng mình tên Oách mà. Tại sao lại không Oách?
Em chào anh ạ. Tìm anh có chuyện gì đấy? Em cũng chẳng giấu gì anh. Mấy ngày hôm nay bọn giang hồ nó tìm anh trai em giao giết. Anh đã giúp em rồi thì giúp cho chót. Cô lại định vay tiền tôi chứ gì? Anh ơi, anh giúp em nốt lần này em hứa em sẽ trả đủ mà. Tiền có phải lá đa đâu mà cô thích dụng là nó dụng. Anh mà không giúp em lần này, bọn giang hồ nó lấy bàn tay của anh trai em mất. Thôi được rồi, tôi sẽ vẽ cho cô một con đường. Lại đây. Em phải làm thế hả anh? Ừ. Chết, em mà làm thế thì sếp đuổi việc em mất. Sao lại đuổi việc? Bây giờ nhá, tôi vẽ cho cô con đường như thế thôi. Còn chạy hay không chạy là do cô nhá. Ở công ty này thiếu gì người? Anh cho em suy nghĩ ít hôm được không? Thời cơ chỉ đến một lần thôi. Giỏi thì cô hẹn mặt trời ngày mai hang bọc đi. Anh ơi, anh giúp em nốt lần này. Anh giúp em thì ai giúp anh? Mà anh nghe nói công ty mình chuẩn bị thanh lọc cán bộ nhân viên đấy. Ai mà có phốt phiếc gì là bị đuổi việc ngay lập tức đấy. Ôi chết, anh phải giữ kín việc này giúp em nhá. Anh cũng muốn giúp em lắm, nhưng mà phải có qua có lại chứ. Thôi được, em sẽ giúp anh lần này. Đấy, như thế có phải nhanh không? Nhắn tin cho anh số tài khoản đi, anh chuyển luôn. Cứ để anh nóng, cứ để anh nói nhiều làm tốt hết cả nước bọt. Em kể ra thì cũng hơi áy náy. Từ lúc em vào cái công ty này làm, cuộc sống gia đình em mới khá khẩm hơn một chút. Thôi thôi, em vứt quách cái lòng thương cảm đi nhá. Ở đời ấy, thằng nào giàu hơn thằng ấy tốt. Với cả ấy, anh cũng bắt em phải làm việc gì nó nặng nhọc đâu đúng không? Việc nhẹ lương cao mà. Dạ vâng ạ, khi nào cần thì anh cứ nhắn tin với em để em con sắp xếp công việc ạ. Nhớ phải tuân thủ theo sự chỉ đạo của anh đấy. Dạ vâng, anh yên tâm. Thôi em xin phép anh em đi làm việc tiếp ạ. Ừ, đi đi. Rồi sẽ sớm thôi. Cái phòng làm việc này sẽ là của tao. Tìm anh có chuyện gì vậy? Tình hình là nguyên liệu dạo này hơi khan hiếm, chưa thể nào sản xuất được lô sữa của anh. Thế thì khoảng bao lâu nữa thì có hả em? Cái này khả năng là do bên nguyên liệu sữa chưa đáp ứng đủ, em cũng không rõ nữa. Lạ nhờ, các sản phẩm khác của IDP vẫn sản xuất bình thường mà. Anh không thể so sánh như thế được. Nhãn hàng khác người ta yêu cầu trước thì người ta đáp ứng trước, còn lại mình yêu cầu sau thì mình phải chịu thôi. Thôi được rồi, em làm việc tiếp đi. Dạ vâng. Alo. Anh ơi, anh có 50 triệu không cho em mượn qua Tết em gửi. Dạ vâng ạ. Này. Này. Sao nhìn mặt em có vẻ tái nhợt thế nhỉ? Giao có tí việc thôi mà đã run như thế sao mà thành công được? Em áy náy quá anh ạ. Anh Sơn Lop rất là tâm huyết dòng sữa lót ba vì này. Chỉ chờ sản phẩm ra thôi, vậy mà... Tấm lòng của cô có vẻ bao la rộng lớn quá nhỉ? Đấy, ra mà xin nó mấy tiền để bù cho cái khoản nợ mà anh trai cô ấy, thu cá độ ấy. Em... cũng là do ông anh bất tài của em. Cờ bạc là bác thằng bần rồi mà vẫn cứ đâm đầu vào. Thôi, nghe anh, làm với anh một thời gian nữa thôi là tiền sẽ đầy ví ngay mà. Alo ạ? Dạ vâng. Cái gì? Lãi suất tận 30% á? Sao mà cao vậy? Dạ vâng, anh cho em suy nghĩ ít hôm được không ạ? Này, cô dính dáng đến bọn cho vay đằng lãi à? Thì em cũng bí quá, với lại nợ anh lâu rồi em cũng áy náy. Dại quá dại. Anh có đòi tiền cô đâu mà cô phải lo. Hả? Anh còn nịnh cô chưa hết nữa nè. Mà tự dưng động đến bọn cho vay nặng lãi làm gì? Rồi cho tiền nó mà lãi suất gì tận 30%? Hả? Thì cái này phải trả theo tháng mà anh. Sao cô 30 tuổi đầu rồi mà cô cũng như một tấm chiếu mới thế à? Nó đòi lúc nào là nó đòi chứ. Cô mà không nôn tiền ra ngay ấy, là xác định đấy. Thế à?
Ừ. Anh nói em mới biết chứ em đã bao giờ vay nặng lãi đâu mà biết. Thì anh chỉ nói thế thôi, chứ vay hay không là tùy cô. Mà thôi, sốc lại tinh thần lên, sắp tới là có nhiều việc cho cô phải làm đấy. Thấy chưa? Cảm ơn ạ. Ừ. Tôi nghe nói là cô lại mùi lòng. Để cho lô sữa mới được chạy thử à? Em... Là trước cô hứa với tôi như nào? Là cô sẽ tuân thủ theo sự chỉ đạo của tôi. Dạ đây. Em gửi anh ạ. Em tính hết giờ làm em mới gặp anh. Nhưng mà anh đến đây rồi thì em nói luôn. Cái gì đây? Cô giả tôi tiền à? Ý cô là sao? Ơn đức của anh em xin nhớ mãi. Nhưng mà mấy cái chuyện này em không thể làm được, mong anh thông cảm giúp em. Có nghĩa là cô định phản tôi à? Em không có ý đó. Nhưng mà anh ơi, em không thể làm mấy cái chuyện trái với lương tâm như thế này được. Anh cần gì thì anh cứ bảo với em. Em hứa là em sẽ giúp anh mà. Lần trước cô hứa với tôi như nào? Là cô sẽ nghe theo sự chỉ đạo của tôi cơ mà. Em xin lỗi. Nhưng mà anh ơi, em không thể nào làm mấy cái chuyện thất đức như thế này được. Em đã bán xe máy để trả nợ cho anh. Nếu anh cần lãi thì anh cứ bảo với em để em sắp xếp. Bán xe thì lấy gì mà đi làm hả? Sao cô ngu quá vậy? Cô không sợ bị lộ cái thông tin mà anh trai cô cá độ bóng đá thua à? Anh không sợ lộ ra chuyện anh ép em làm sai quy định ư? Cô dám? Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế? À, không có gì đâu anh. À, bọn em đang bàn công việc mà. Ờ, có gì thì nhẹ nhàng bảo nhau. Mình làm cùng công ty với nhau, phải đoàn kết đấy nhá. Vâng, anh cứ yên tâm. Em sẽ cố gắng noi gương anh để trở thành một nhân viên gương mẫu. Bây giờ em có việc phải đi rồi. Chào anh nhé. Ừ. Chào em. Hà này, mọi chuyện đã làm thế nào rồi? Có thiếu thốn gì thì có thể bảo anh. Em cảm ơn anh. Em đã lo xong việc rồi. Thời gian qua anh đã giúp đỡ em quá nhiều. Bây giờ hãy để em tự đứng lên. Em chuẩn bị đi về đây à? Dạ vâng ạ. Anh tìm em có chuyện gì không ạ? Hôm qua anh thấy em hơi mệt nên định ghé qua hỏi thăm sức khỏe của em thôi. Em cảm ơn, em đỡ hơn rồi ạ. Hà này, mình là cùng công ty với nhau, anh có thể hỏi em chuyện này được không? Dạ vâng, anh hỏi đi ạ. Em đang có vấn đề về tài chính à? Em dạ không ạ. Thú thật với em, hôm qua anh có vô tình nghe được cuộc điện thoại của em. Hình như là em đang vay tiền một ai đấy. Mà có phải là vay tiền nặng lãi đúng không? Chuyện này... Anh biết là hoàn cảnh gia đình nhà em vô cùng khó khăn. Chỉ còn có mẹ già. Trên em thì anh trai thất nghiệp. Dưới em thì em trai đang học đại học. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai em. Nhưng không thể vì thế, không thể vì thế mà em làm liều được, em hiểu chứ? Em... Còn chuyện nguồn cung cấp sữa lót bao bì bị thiếu hụt, chuyện đó là không đúng. Em có biết hậu quả thế nào nếu đến được tai ban lãnh đạo hay không? Anh ơi, anh giữ kín chuyện này giúp em. Chuyện này mà lộ ra ngoài, em bị đuổi việc là cả nhà em chết đói mất. Nhưng mà tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Em... Thôi được rồi, em cứ suy nghĩ kỹ đi. Vâng. Mà hình như ngày này tháng sau là ngày giỗ bố em phải không? Dạ vâng ạ. Nhớ lại ngày xưa, lúc mới vào công ty, chính bố em là người đã dìu dắt anh. Bố em đã cho anh thêm động lực để ở lại phát triển nhà máy sữa quê hương. Dạ vâng, bố em lúc nào cũng tâm huyết với nghề như thế đấy. Bây giờ nghĩ lại, em không được một phần nhỏ của bố em luôn. Con người mà em, ai chẳng có sai lầm. Nhưng đừng vì một phút bồng bột mà đánh mất đi sự nghiệp của chính mình đấy. Em nhớ rồi, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ động viên em. Mà em chuẩn bị phải xuống công sở phải không? Dạ vâng ạ. Thôi em, anh về phòng trước đây.
Chào anh. Lại đổ lỗi, suốt ngày đổ lỗi. Không phải là tại cậu bất tài vô dụng nên mới như thế à? Cậu có biết là bây giờ lô sữa thử nghiệm của Tesom Lab đã có lịch sản xuất được không? Hả? Chị lúc đầu cậu thề sống thề chết với tôi như thế nào, bây giờ lại để mọi sự ra thế? Chị ơi, em có muốn thế đâu. Tại con Hà nó bị dở hơi ấy, đường qua không đi, lại cứ thích đâm đầu vào bụi rậm cơ. Đổ lỗi này. Ui thôi chị ơi, ui, chị đừng đánh em. Ui thôi chị đừng đánh vào đầu em. Ui chị ơi. Chị ơi em, chị tha cho em chị ơi. Chị ơi. Gia Quy. Này, anh gọi em đấy, em không nghe thấy à? Anh có việc gì đấy? Kinh nhỉ. Giờ phải có việc gì mới được gặp em à? Thế Tết nhất nhà em chuẩn bị đến đâu rồi? Giờ này vẫn còn đứng đây cỏ với giả suốt ngày thôi. Nhà có hai anh em nên Tết cũng đơn giản anh ạ. Mà em cũng không có hứng thú với Tết cho lắm. Hôm nay em bị làm sao vậy? Em nói thật mà, có sao đâu. Hôm nay em qua phụ giúp bố mẹ anh, rồi tiện thể mình ra mắt bố mẹ anh luôn. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Em với anh có gì đâu mà ra mắt? Thì em... Em làm sao? Anh không có việc gì thì em đi về đây. Ok. Kìa Giá Quy. Mình ra mắt bố mẹ anh luôn. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Em với anh có gì đâu mà ra mắt? Thì em... Chào chú. Sơn đấy hả cháu? Chú vẫn chưa cơm nước gì à? Chú cũng đang chuẩn bị. Mà sao mặt mày ủ rũ thế hả cháu? Và chú xem nào. Đây. Chắc vừa bên nhà con Giá Quỳ về đúng không? Ồ. Sao chú biết? Đúng, nó mặt cú vợ nhỉ? Không chuyện gì quạt chú. Thôi được rồi. Làm chén nước với chú đã. Dạ. Sáng ấy thì chú vừa đi tảo mộ ngoài cánh đồng. Ê, nhìn thấy hai đứa đứng nói chuyện đấy, đúng không? Thì cháu cũng vừa từ cánh đồng về đây. Chú bảo này, cái Dã Quỷ thì nó vất vả, bố mẹ thì mất từ nhỏ. Ấy cái thời gian vừa rồi ấy này, nó sang phụ cô chú bán sữa đấy chứ. Nó ấy thì cũng là đứa tốt tính. Thằng nào mà lấy được nó là hơi bị phúc đấy. Chú cứ nói thế. Cô mà nghe được, cô lại cao giá rồi, cháu của chú không có cửa đâu. Cái thằng này buồn cười nhở. Thế bây giờ cháu cũng là một cái đứa học rộng biết nhiều. Hai đứa mà đến được với nhau thì tốt quá ấy chứ lại. Nhưng mà khổ nỗi, cô ấy lại không chấp nhận tình cảm của cháu. Chú nghĩ là cháu cũng chưa hiểu nó thôi. Sao lại chưa hiểu? Thế này nhá, cái Dã Quỷ á, nhìn bề ngoài nó mạnh mẽ thế thôi, nhưng bên trong nó cũng yếu đuối lắm. Nó lại hay tự ti nữa. Mà hoàn cảnh nhà cháu với hoàn cảnh nhà nó thì một trời một vực. Xong rồi đấy, cái vụ vừa rồi nó bán cỏ cho mấy hộ nuôi bò ấy, làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Thì cháu thử nghĩ xem liệu có tâm trạng nó yêu mới đương không. Nhưng mà khổ nỗi,
cháu có để ý đến hoàn cảnh xuất thân của cô ấy đâu. Ừ thì đành rằng là cháu không quan tâm. Thế nhưng mà nó là cái đứa hay nghĩ nhiều. Nó chơi mấy cái ly nhà chú từ nhỏ chú lạ gì tính của nó nữa. Nhưng mà... thì hôm nay cháu cũng tìm gặp để khuyên cô ấy về vụ trồng cỏ đây. Nhưng mà cô ấy có chịu gặp cháu đâu. Thế theo chú, cháu phải làm gì bây giờ? Nói chung là cái chuyện tình cảm nó khó nói lắm. Cháu cứ để cho nó một thời gian nữa, có khi nó sẽ suy nghĩ lại. Vậy cháu nghe theo lời chú. Ba. À, chào chú. Thế đi làm về có chuyện gì mà sang đây tìm chú thế? Dạ. Cháu vừa làm về tiện đưa cho chú xem cái này luôn. Cái gì đây hả cháu? À, đây là kết quả phân tích cỏ, sữa và đất đấy chú ạ. Thế à? Thế nhưng mà phân tích để làm gì hả cháu? Dạ, hôm qua cháu có đi lấy mẫu đất, mẫu cỏ của ruộng nhà dã quỳ với ruộng nhà các hộ có sữa bò bị trả về. Cháu cũng đã phân tích cả mẫu sữa bò không đạt kết quả. Thì chú xem này, tất cả các mẫu phân tích đều cho nồng độ hợp chất của cờ lo quá cao so với mức quy định. Đây là một hợp chất có trong thuốc bảo vệ thực vật chú ạ. Như vậy có nghĩa là... Có nghĩa là không phải do cỏ nhà dã quỳ. Chắc chắn có người muốn hại bà con nên đã phun thuốc vào cỏ. Bò ăn cỏ nên làm ảnh hưởng chất lượng sữa. Ai mà có thể ác được như thế nhỉ? Làm gần 100 lít sữa của bà con bị trả về. Không lẽ là ông ta? Không đúng. Ông ta tuy xấu bụng nhưng không làm những cái việc thất đức như thế đâu. Chú nghi ngờ ai à? À không, mà chú bảo này, cái chuyện này á, chú cháu mình phải điều tra thật rõ. Gia Quỳ đã được minh oan rồi. Vậy thì cháu nghĩ là chú nên nói lại với bà con để bà con hiểu ra vấn đề. Như vậy thì mới minh oan được cho Gia Quỳ chú ạ. Vâng. Chuyện này thì tôi biết rồi. Gớm, mới có động đến người yêu có một tí thôi mà xoắn cá lên. Kể chú, cháu có trách nhiệm với nguồn sữa ở quê hương, chứ đâu phải là liên quan đến dã quỳ đâu. À thế là không liên quan đến dã quỳ gì, thế để chú sang bảo nó. Chú nhớ việc cháu dặn đấy. Rồi. Thôi, cháu về đây. Cháu về nhá. Đấy, bác vừa đọc thông báo trên loa phát thanh rồi. Mọi chuyện coi như đã được sáng tỏ nhá. Dạ vâng, chuyện này cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Dã Quỳ này, cho chị xin lỗi chuyện hôm trước nhá. Cũng vì chị nóng quá nên chị có những hành xử không phải đối với em. Dạ không sao đâu chị ạ. Nếu mà là em á, em cũng hành xử như vậy thôi mà. Thôi được rồi, dù gì thì cũng là chị em người làng người xóm với nhau. Có gì không nên không phải thì bỏ qua. Sau còn làm việc nhiều với nhau mà, đúng không? Bác trưởng thôn nói chí phải ạ. Cũng may bác điều tra ra, chứ không cháu lại có lỗi nhiều với em nó quá. Dạ chuyện cũng không có gì mà chị. Dạ quỷ ấy, nó cũng là cái đứa hiểu chuyện. Còn cháu á, cháu là phải rút kinh nghiệm sâu sắc đấy. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh để giải quyết chứ. Dạ bác dạy thì cháu xin nghe. Tính cháu cũng bồng bột bột trộn quá. Từ hôm qua đến giờ cháu cứ áy náy mãi. À cái sào cỏ hôm trước chị hỏi em ấy, em để cho chị nhá. Dạ vâng ạ, nhưng mà ruộng cỏ đấy chắc là phải ngoài rằm mới thu hoạch được chị ạ. Thế mai chị mang tiền sang đặt cọc cho em nhé. À dạ thôi ạ, chỗ chị em với nhau cũng không cần cọc gì đâu ạ. Này, mang tiền cọc sang đặt sớm đi, chứ không người khác nẫng tay trên nữa. Bò nhà cháu chỉ có chết đói thôi nhá. Bác bà suốt ngày trêu cháu rồi. Thôi mai chị cứ mang tiền sang đặt cọc cho chắc, bác nhờ. Dạ vâng ạ. Mà thôi, đến giờ cho bò ăn rồi, cháu phải về đã, chị về nhá. Dạ vâng ạ. Con bé bột chả bột trộm. Mà nhá, bác nói cho mày nghe này. Dạ. Mày là cũng có thằng Sơn đấy, không thì mày còn oan đến bao giờ không biết đâu. Ô, sao lại anh Sơn gì ở đây ạ? Ồ, hay thế hai đứa không nói chuyện gì với nhau à? Chính thằng Sơn là người mang mẫu đất, mẫu cỏ, mẫu sữa đi kiểm tra đấy. Thật thế à bác? Ồ, hay cái giới trẻ bây giờ nó yêu nhau lạ thật đấy. Kiểu bác cứ trêu, bọn cháu có yêu đương gì đâu ạ? Này,
tôi nói cho chị biết nhá. Ê, con mũi nó bay qua, con nào bắt được con cái tôi còn biết chứ. Còn giấu điệu. Bác ạ. Thôi, không phải giấu nữa, tôi đi về nhá. Dạ, cháu chào bác ạ. Tết đã về trên nàng quê, Tết vẫn về trên nàng quê. Bác à? Ra quỳ đi à cháu. Bác đi đâu đấy ạ? Bác đang định chạy ra chợ để xem mua tí đồ Tết. Cháu đi vào nhà uống nước. À dạ thôi bác ạ. Hôm nay cháu sang đây cũng là có chút quà để biếu hai bác. Cháu cảm ơn hai bác vì năm qua đã cho cháu thuê ruộng để trồng cỏ ạ. Cháu gửi bác. Ôi dồi ôi, trồng cỏ thì được bao nhiêu tiền đâu, mà Tết nhất cháu bao nhiêu là việc. Cháu chu đáo quá. Nhưng mà bác thích. Đã quỳ. Em ở đây à? Anh sang nhà tìm mãi không thấy. À, em cũng vừa mới sang thôi ạ. Sơn nha con. Dạ. Đây này, em nó mang cái sữa lốp Ba Vì sang để cảm ơn trong năm qua cho em nó thuê đất trồng cỏ đây này. Thôi con ở đây chơi với em nó. Dạ. Để bố đi ra xem mẹ chợ bố như thế nào. Dạ, bây giờ cháu cũng phải về dọn dẹp nhà cửa luôn. Bác có việc thì cứ đi đi ạ. Cháu xin phép ạ, cháu chào bác. Ok. Sao mà vội thế? Hai cái đứa này, chả hiểu thế nào. Dạ Quy. Dạ Quy, em làm gì vậy? Anh làm gì mà em tránh mặt anh chứ? Anh bỏ tay ra đi, em có tránh mặt anh đâu. Nhìn cái mặt kìa, hiện rõ hai chữ giận dỗi. Chuyện dụng cỏ, em không định cảm ơn anh à? Anh có nói cho em biết đâu mà em phải cảm ơn anh. Ơ, có thật em là không biết không thế? Đâu em? Mà mấy hôm không gặp, nhìn em hốc hác thế. Chắc là lo nghĩ cho chuyện ruộng cỏ đúng không? Em cảm ơn anh vì chuyện lần này. Nếu không có anh, chắc là em buông xuôi quá. Chuyện người yêu của em mà lại chất lượng kìa. Này, em không đùa anh đâu nhá. Yêu với đường cái gì? Ok. Ai đùa? Anh nói thật lòng mà. Hay là hôm nay anh dẫn em ra mắt bố mẹ anh, rồi bàn chuyện năm sau cưới luôn. Anh Sơn. Cái gì? Em đã bảo là em không sang rồi mà. Anh biết anh là người khô khan, không nói được những câu tình cảm. Nhưng chuyện anh thích em là thật, em cũng biết mà đúng không? Nhưng mà em không cần phải tự ti về bản thân mình. Anh không nghĩ đến chuyện đấy thì làm sao em phải bận lòng vậy? Nhưng anh có thể yêu một người có hoàn cảnh và công việc tốt hơn em. Ai nói là công việc của em không tốt? Ai nói là hoàn cảnh của em không tốt? Anh đừng quan tâm mấy chuyện đấy. Anh chỉ quan tâm là em có thích anh hay không thôi. Anh không quan tâm thật ạ. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy. Em thế ngày mai anh dẫn em ra mắt bố mẹ anh luôn nhé. Vâng ạ. Rồi mình bàn chuyện cưới xin luôn. Nào. Sao? Em không đùa đâu. Thế từ nãy đến giờ em nghĩ là anh đùa với em à? Ơ kìa. Ý em không phải là như thế, mà là chuyện cưới xin mình tính sau được không ạ? Tính sau à? Tính sau là bao giờ? Anh không thể chờ đợi mà không có thời hạn được. Thì khi nào đề án sữa của anh được bán ra thị trường, lúc đấy mình tính tiếp, được không ạ? Em nói rồi đấy nhá. Úi giời ơi, tưởng có người vừa giận dỗi cơ mà, thay đổi nhanh thế. Thì cũng bắt chước ai vừa giận dỗi mình thôi. Này, từ giờ trở đi, có chuyện gì phải nói cho anh biết đấy nhá. Không được giấu ở trong lòng đâu, biết chưa? Vâng ạ.